Ở lớp này còn các lớp ca sáng và ca lớp lớp khác cũng 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 học vào học cùng nữa. Nên mà dù sĩ số lớp mình là hai nhưng mà thực ra nhưng mà tất cả gộp lại là cũng cũng khá là đông đấy. Khá đông. Em có thể ở trên 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 Facebook nữa mà. Đây này. Facebook là fanpage là học tiếng Trung miễn phí. Nếu buổi tới anh mang cả iPad theo nhé. Buổi tới. Anh có Facebook đúng không? Anh có Facebook đúng không? Rồi tốt. Để em đang live, em đang phát sóng trực tiếp đây. Đó. Học vào học cùng nữa. Nên mà dùng xin số. Em đang mở chưa? Xong em comment xin chào nhé. Như Khảo, kiểm danh. Xong rồi like xem. Rồi cái buổi trước là mình học đến đâu nhỉ? Em đang còn nhớ không? 25 à? 25. Ok. Anh điền sang trang sang bài 25 quyển hắn thứ 2. Bài 25 quyển hắn thứ 2. Ở trang số 131. Ở trang số 131. Đó, 131. Anh thấy chưa? 131. 131. Rồi chúng ta có từ anh thấy chưa? Anh điền thấy chưa? Trang 131. Rồi. Ok. Rồi. Từ từ này từ gì? Anh đang còn nhớ trên sự thái. Ok, anh đi còn nhớ không? Anh có học từ này anh học chưa? Coi như anh cứ trên sự thái. Rồi. Trên sự thái. Còn thì anh quên, anh có thể là ghi vào vì mất thời gian thì nó họ có ghi hết giải nghĩa rồi. Tiên sự thái là đài truyền hình. Thế này. Thăng từ đây. Từ gì đây chúng ta học rồi, từ gì đây? Anh Lan còn nhớ không? Hay quên rồi. Anh Lan còn nhớ không? Từ gì? Biểu hiện là gì? Biểu diễn. Anh gõ vào đi. Anh gõ cả từ tiên sự thái và từ biểu hiện. Anh gõ vào. Tiên sự thái là đài truyền hình, biểu hiện là biểu diễn. Biểu hiện biểu diễn. Là tốt. Nếu anh có Face thì anh sẽ vào trên này luôn. Hoặc là anh có thể dùng cả máy tính nữa, ở dưới cả máy tính nữa. Thế này. Thế còn từ này. Từ gì đây? Chế mục là gì? Tiết mục, chế mục, tiết mục. Chế mục. Anh đi cứ bình tĩnh. Có ví dụ có từ nào anh không biết thì anh cứ bình tĩnh, anh không phải lo. Vì anh còn có rất nhiều các khóa sau nữa. Hoặc là cả lớp 3 năm 7 nữa, anh không phải lo. Rồi, chế mục là gì? Tiết mục, chương trình. Rồi, anh gõ vào đi. Chế mục là tiết mục chương trình. Chế mục. Tiết mục chương trình. Anh gõ đi. Chế mục. Em phải nhắc các bạn ấy vào học nữa, không là các bạn quên mất. Chế mục là tiết mục chương trình. Được chưa? Anh làm về học từ vựng chưa? Chắc chưa. Chắc chưa học từ vựng. Anh thấy có vẻ hơi 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 không tự tin lắm. À, từ này chúng ta chưa từ gì đây? Nguyện ý là bằng lòng, nguyện ý bằng lòng, nguyện ý bằng lòng. Ok, anh gọi anh chúng ta gọi vào nguyện ý bằng lòng. Anh gọi đi. Nguyện ý bằng lòng. Đó. Nguyện ý là bằng bằng lòng, nguyện ý. Đó, bằng lòng. Nguyện ý, ok. Bằng lòng. Nguyện ý bằng lòng. Rồi tiếp này. Trong có từ nữa từ từ này chúng ta chưa? Em làm chắc biết rồi đúng không? Từ gì nhỉ? Từ này. Từ gì đây? Vì sao là tại sao? Ok, chúng ta gõ vào nó. Vì sao là tại sao? Vì sao tại sao? Này gõ đi. Vì sao là tại sao? Vì sao? Rồi, tôi tiếp này. Ở dưới đó là từ từ này, em học chưa? Từ gì đây? Tơ, đúng không? Tơ. Ok, chúng ta có cấu trúc câu này, động từ cộng với tơ. Và cộng với tính từ. Cộng tính từ. Cộng với lại tính từ. Ok, anh điền ghi vào nhé, anh có chút câu đấy. Động từ cộng với tơ, anh ghi em ký hiệu là chữ V, nó còn là có nghĩa là gì? Động từ. Động từ. Còn tơ là trợ từ liên kết, là tính từ là anh ký hiệu là ADG. Cái câu này nó còn để cái chức năng của câu này nó để diễn tả, miêu tả hay là biểu thị cái mức độ của hành động, là chức năng của cấu trúc này. Tức là ví dụ này, học thì có học dốt, học giỏi, học học trung bình đúng không? Học khá, học vân vân. Hoặc là gì làm tốt, làm không tốt, làm gì đó. Nó biểu thị mức độ của hành động. Ví dụ này, em đang nói là cô ta nói tiếng Trung nói rất tốt. Em nói nào, cô ta nói tiếng Trung nói rất tốt.
他说汉语，他说汉语的，说的的，说的很好。OK，来搞吧，来搞吧。他说汉语说的很好，过单老弟就，nói như thế nào? Cái mức độ của cô ta nói chung là gì? Là rất là tốt, thì chúng ta phải có trợ từ liên kết tờ giữa, và đây là cái bốn trạng thái, bốn trạng thái trong động từ là gì? Hẳn hảo. Okay. Chúng ta gọi ngõ con này vào. Ta số hai mình. Số tờ hẳn hảo. Ta số hai mình số tờ hẳn hảo. Cô ta nói chung nói rất là tốt. Ta số hai mình số tờ hẳn hảo. Rồi, anh gọi đi. Ta số hai mình số tờ hẳn hảo. Rồi, anh gọi bạn. Ta số hai mình số tờ hẳn hảo. Được. Anh đi có anh thử đọc câu này xem. Anh thử đọc câu này xem. Rồi. Hẳn hảo. Rồi tốt, anh đọc đúng, chính xác rồi đấy. Ta số hai mình số tờ hẳn hảo. Rồi. Ok, em làm xem nào. Em làm gọi đúng rồi. Hôm nay em làm hơi buồn nhỉ. Các anh chị đều hôm nay đều xin nghỉ hết rồi. Đầu tiên này, ở dưới nó từ gì ạ? À? Từ à, từ nãy anh còn nhớ không? Từ gì đấy? Thua là gì? Sai, thua là sai, thua là sai, ok, thua, sai, thua, anh gõ vào, anh gõ từ sai đi, thua, từ này anh đến chắc biết rồi đúng không? Sai là thua, ví dụ là bạn sai rồi, thì thua là, bạn sai rồi, thì thua là, rồi thua là sai, anh làm rồi, anh gõ từ thua, rồi tốt, sao? Tiếp này, ví dụ giờ giờ anh đi từ đó là, cô ta làm sai rồi, thì anh nói là cô ta làm sai rồi. Dạ, ta chua chua là dạ, làm sai rồi. Chua là làm. Cho em biết rồi đúng không? Chua làm. Ta chua chua là cô ta làm sai rồi. Ok, chúng ta gõ vào. Ta chua chua là cô ta làm sai rồi. Em đang gõ đi. Ta chua chua là cô ta làm sai rồi. Rồi, anh gõ vào. Ta chua chua là thế này. Ok, rồi em đang nói tiếp là bạn nói sai rồi. Thì em nói là bạn nói sai rồi. Đó, nhi số thua là, đó, là các bạn. Ủa, nhi số thua là, bạn nói sai rồi. Nhi số thua là, bạn nói sai rồi. Nhi số thua là, bạn nói sai rồi. Chúng ta có bạn. Nhi số thua là. Đó, rồi chính xác. Em đang gọi đi. Nhi số thua là, bạn nói sai rồi. Được chưa? Nhi số thua là. Ok, đúng rồi. Tốt. Tiếp theo này, và từ bố thua là gì? À, không tệ, bố thua là không tệ, hay là tốt, nó nghĩa là tốt. Anh Lan gõ vào, bố thua là không tệ, bố thua. Ví dụ này, giờ anh điền thì nó là, cô ta nói tiếng Trung nó rất là tốt, hay nói là, cô ta nói tiếng Trung nó rất là tốt. Tha sua khan yu su ta bố thua, tốt, ok, anh nói rất tốt. Tha sua khan yu su ta bố thua, em Lan gõ đi, tha sua Hàn Nghị số ta bố thua là cô ta nói tiếng Trung nói rất tốt là bố thua là tốt đấy nó mang tự hào ta số Hàn Nghị số ta bố thua rồi anh lăng vào câu 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 đấy vào ta số Hàn Nghị số ta bố thua này có đi ta số Hàn Nghị số ta bố thua cô ta nói tiếng Trung nói rất là tốt là tốt tiếp theo chúng ta có từ gì ạ từ từ này anh lăng còn nhớ không từ gì đấy tiến bộ là tiến bộ, tiến bộ là tiến bộ, tiến bộ. Rồi, em đang có từ tiến bộ vào. Anh gọi đi. Em làm về lại không học từ vựng rồi. Là không học rồi. Tiến bộ tiến bộ, anh gọi vào. Tiến bộ. Tiến bộ, anh gọi đi. Tiến bộ. Tiến bộ. Anh gọi vào. Tiến bộ, ta số hai mình số tập không tồi. Anh có từ tiến bộ vào, tiến bộ là tiến bộ. Tiến bộ, tiến bộ, anh gọi đi. Rồi, ok rồi. Rồi anh điền thử nó là cô ta học tiếng Trung rất có tiến bộ. Tha xuyên Hàn Yu, học học là xuyên mà. Tha xuyên Hàn Yu, xuyên đã gì? Xuyên đã hẳn chi bộ. Xuyên đã hẳn chi bộ. Hẳn chi bộ. Xuyên đã hẳn chi bộ. Không, thì chi bộ nó là động từ danh từ. Tha xuyên Hàn Yu, hẳn nhiều chi bộ, rất là có tiến bộ, hẳn nhiều chi bộ. Chúng ta có thể dùng kiểu theo kiểu này. Ta học Hàn ngữ, học được khá nhiều tiến bộ. Học được thì nên nó như vậy nó sẽ đúng hơn. Chúng ta học tiếng Trung ấy, học như là học rất là có tiến bộ. Tức là cái khá nhiều tiến bộ nó là cái tính từ chỉ mức độ tính từ chỉ mức độ của cho cái động từ là học. Học như thế nào? Học rất là có tiến bộ. Vậy thì khá nhiều tiến bộ nó là cái trạng thái của từ học.
hay còn đây còn được gọi là gì, bốn cái trạng thái cho cái động từ là từ học. Ta suy hai thì học như thế nào? Học tức là có tiến bộ. Ok, chúng ta có bạn. Đây, em làm gọi đi. Ta suy hai mình. Suy tờ gì? Hẳn hiểu chính phủ. Là người ta học tiếng Trung học rất là có tiến bộ. Ta suy hai mình suy tờ hẳn hiểu chính phủ. Em có bạn. Ta suy hai mình suy tờ hẳn hiểu chính phủ. Em có đi. Ta suy hai mình suy tờ hẳn hiểu chính phủ. Ok, em phụ lại tóc. Đã đến. Ta suy hai mình suy tờ hẳn hiểu chính phủ. Rồi, anh có bạn đi. Đầu tiên này, chúng ta có tiếp vào từ, từ水平là gì? Trình độ. Rồi, anh các bạn,水平là trình độ. Đúng rồi,水平là trình độ.水平 là trình độ.水平. Đó, anh Dung. Hôm nay á? Hôm nay có chứ. Đây, ai đây còn gì nữa? À, em ngoan thì bị ô tô đâm sao bị va chạm ô tô sao xong rồi bị băng bó. Anh Bắc thì kêu là hôm nay bận xin nghỉ, là em đi phụ tóc thì kêu hôm nay kêu, kêu mệt. Có mỗi em Nhung thôi. May mà em Nhung đến đấy. Em Nhung có lạnh không? Lạnh hay nóng? Em lạnh hay nóng? Bình thường đi. Rồi. 25. Mình đang ôn tập bài 25 và sẽ lắp lại đi sang bài 26. Suy phí. Bài 26. Có chứ, bài 26 có ngữ pháp đấy. Chúng ta đang ôn tập bài 25 đã, xong lắp sẽ sang bài 26 luôn. Rồi, suy phí. Ừ, xem. Chơi. Em làm gì vậy? Hôm nay em không đi làm à? Em làm gì? Bạn em xin nghỉ à? À. À, anh đi xin nghỉ, em xin nghỉ phép gì? À, sớm nhỉ? Chơi. Thế không bảo anh đi cùng. Không bảo đi cùng. Anh Dung à? Anh thấy có mấy cái nốt. Nốt. Rồi, anh Lan có vào, sở thiếu là trình độ. Sở thiếu. Ví dụ này, ví dụ anh Điền thì nói là trình độ tiếng Trung của cô ta rất là tốt. Thì anh nói là Hát Hát nhị sở thiếu Hẳn hảo hay là hẳn bố thuộc cũng được. Chúng ta dùng từ bố thuộc cho nó khác với từ khảo đi. Thì khảo chúng ta dùng nhiều rồi. Hát Hát nhị sở thiếu hẳn bố thuộc. Rồi, anh Nhung có vào. Hát Hát nhị sở thiếu hẳn bố thuộc. Là trình độ tiếng Trung của cô ta rất là tốt. Rồi, tốt. Hát Hát nhị sở thiếu hẳn bố thuộc. Là trình độ tiếng Trung của cô ta rất là tốt. Ta tờ hàn ngữ sử hẳn bố thuộc. Cái này anh Dung có ý định lên lớp thì bảo anh. Rồi, anh Lan có vào. Được rồi, anh Lan đó. Rồi, rất tốt. Sử hẳn bố thuộc. Tiếp này. Ở dưới đó là từ thi cao là nâng cao, thì cao nâng cao. Ví dụ này, giờ em Lan thì nói là tôi muốn nâng cao trình độ tiếng Trung của tôi. Em nói nào. Với nhau thì cao của tớ hai mươi sử dụng. Rồi, chúng ta có bạn. Với nhau thì cao của tớ hai mươi sử dụng. Anh gọi đi. À, tôi muốn nâng cao trình độ tiếng Trung của tôi. Với nhau thì cao của tớ hai mươi sử dụng. Với nhau thì cao của tớ hai mươi sử dụng. Rồi, các bạn. Với nhau thì cao của tớ. Dạ, em lại chạy ra ngoài mà. Ra ngoài là ra ngoài hẳn hay là ra ngoài một lúc? Xong rồi em lại có lại gì? Thế anh có để sách đấy, đỡ phải mang sách, anh có để sách đấy. Em để cả hành lý đây. Rồi. Ok. Với giá thì cao của tớ 20 sử phiếu. Anh Lan cho một xe.
Là tôi muốn nâng cao trình độ tiếng Trung của tôi. Ok. Anh thì có gì không hiểu anh hãy hỏi luôn nhé. Để em giải thích cho anh luôn. Tiếp này. Chúng ta tiếp sang từ bây giờ từ khỏe là nhanh. Khỏe nhanh cho anh biết rồi đúng không? Khỏe nhanh. Ví dụ anh đi thử nó là cô ta nói tiếng Trung nói rất là nhanh. Anh nói như thế nào? Sua ta. Hẳn khỏe. Rồi, rất tốt. Anh nói đúng rồi đấy. Tha sua khá mỹ sua ta. Hẳn khỏe. Là cô ta nói tiếng Trung nói rất là nhanh. Rồi, anh lại nói vào. Tha sua khá mỹ. Sua ta. Hẳn khỏe. Là cô ta nói tiếng Trung nói rất là nhanh. Tha sua khá mỹ sua ta. Hẳn khỏe. Cô ta nói tiếng Trung nói rất là nhanh. Anh nói vào. Tha sua hai mình sua tờ hẳn khoa. Tốt, chính xác. Thế này. Ở dưới. Nó từ gì nhỉ? À, nãy lì đâu có. Ví dụ người ta khen mình là gì? Ni hẳn bố thua. Bạn rất là tốt. Ni hẳn bố thua. À, ni hẳn bố thua. Là ni hẳn bạn được. À, thì mình sẽ nói là gì? Nãy lì. Đâu có. Là mình là người đang là gì? Khiêm tốn. Nãy lì à. À, đâu có. Nãy lì là đâu có. Là chúng ta bị sự khiêm tốn. Khiêm nhường. Rồi tiếp này. Ở dưới từ chuẩn. À, em Lan có vào chuẩn là gì? Chuẩn anh có vào chuẩn xác đây, chuẩn chỉnh đấy, chuẩn đấy, nó chính là từ Hán Việt luôn, chuẩn đọc là chuẩn rồi anh có vào chuẩn rồi. Ví dụ này, em Lan có vào chuẩn rồi, anh nói là bạn cô ta phát âm rất là chuẩn, cô ta phát âm rất là chuẩn, ta find the gì hẳn hẳn chuẩn. Rồi, phát âm là phát âm không rồi đúng không? Ta phát âm ta hẳn chuẩn. Rồi, ok. Chúng ta gõ vào nhé. Ta phát âm ta hẳn chuẩn. Cô ta phát âm rất là chuẩn. Ta phát âm ta hẳn chuẩn. Cô ta phát âm rất là chuẩn. Rồi, em Lan gõ vào. Ta phát âm ta hẳn chuẩn. Cô ta phát âm rất là chuẩn. Rồi, ok, rồi. Ta phát âm ta hẳn chuẩn. Rồi, tiếp này. Sang từ bên dưới là từ liếu lì. Ok, giờ anh Tú nói là bạn nói tiếng Trung nói rất là lưu loát. Anh nói nào? Bạn nói tiếng Trung rất là lưu loát. Bạn nói tiếng Trung nói rất là lưu loát. Nǐ shuō, nǐ shuō hàn yǔ. Shuō de hěn liǔ lì. Rồi, hěn liǔ lì. Lưu loát, liǔ lì, lưu loát. Shuō, đúng rồi. Nǐ shuō hàn yǔ shuō de hěn liǔ lì. Là các bạn, bạn nói tiếng Trung nói rất là lưu loát. Nǐ shuō hàn yǔ shuō de hěn liǔ lì. Nǐ shuō hàn yǔ shuō de hěn liǔ lì. Đó, cho các bạn. Nǐ shuō hàn yǔ shuō de hěn liǔ lì. Liǔ lì là lưu loát, tính từ. Rồi, anh làm các bạn. Nǐ shuō hàn yǔ shuō de hěn liǔ lì. Bạn nói tiếng Trung nói rất là lưu loát. Shuō de hěn liǔ lì. Đó, thôi. Anh làm quả nhầm thành từ tơ này rồi. Tơ phải tơ kia cơ. Anh nhầm rồi. Cả bên dưới đó, anh cũng nhầm rồi. Tơ là cái tơ khác ấy. Là tơ này cơ. Đó, tiếp này. Ở dưới. Nỗ lực là gì? Anh nhớ không? Anh có bảo nỗ lực cố gắng, nỗ lực. Anh ghi vào con. Anh có bảo nỗ lực là nỗ lực cố gắng, nỗ lực. Rồi, anh thì còn nhớ từ này không? Nỗ lực, nỗ lực, cố gắng, nỗ lực. Rồi. Ví dụ anh đi thì nói là tôi thấy bạn học tiếng Trung rất là cố gắng. Anh nói nào? Bảo chúng ta gì? Nǐ xuě hàn yǔ xuě de hěn liǔ lì. Rồi, ok, rất tốt. Chúng ta có vào. 我觉得你学汉语学得很努力. Xuế tơ hěn liǔ lì là hěn liǔ lì là bốn cái trạng thái cho động từ là động từ học tiếng Trung đấy. Rồi, tiếp này. Chúng ta có vào. 我觉得你学汉语学得很努力. 我觉得你学汉语学得很努力. Tôi thấy bạn học tiếng Trung học rất là nỗ lực. 我觉得你学汉语学得很努力. Chúng ta có vào. 我觉得你学汉语学得很努力. Tốt, chính xác. Rồi, thế này. Ở dưới đó là từ rèn chân, anh còn nhớ không? Là gì? Rèn chân là gì? Rèn chân là gì? Quên rồi. Quên rồi. Rèn chân là gì? Chăm chỉ. Anh có vào đi. Rèn chân là chăm chỉ. Rèn chân, anh có nên là chăm chỉ. Rèn chân, chăm chỉ. Rồi, anh có đi. Rèn chân là chăm chỉ. Rèn chân, chăm chỉ. Được chưa? Anh đang có vào. Rèn chân, chăm chỉ. Rèn chân có nghĩa là chăm chỉ. Rồi, tiếp theo cho anh điền từ đó là cô ta học rất là chăm chỉ. Anh nói nào? Ta 学的 gì? 学的 gì?
hẳn dần chân rồi ok à, tha xuyên tơ hẳn dần chân cô ta học rất là chăm chỉ tha xuyên tơ hẳn dần chân tha xuyên tơ hẳn dần chân là cô ta học rất là chăm chỉ rồi chúng ta có vào anh lan có vào tha xuyên tơ hẳn dần chân cô ta học rất là chăm chỉ tha xuyên tơ hẳn dần chân cô ta học rất là chăm chỉ tha xuyên tơ hẳn dần chân rồi anh lan có gì đây anh có chữ V làm gì tha xuyên tơ hẳn dần chân rồi tốt chính xác thế này ở dưới đó là từ khả học rồi lướt qua quẩy vì cái gì đó ok quẩy là vì gì đó? Để gì đó ví dụ anh hiện điền nó là để học tiếng Trung thì tôi sang Trung Quốc anh nói là để học tiếng Trung tôi sang Trung Quốc quẩy gì xuyên Hàn Nghĩa của chị Trung Quốc đúng không là tôi quẩy xuyên Hàn Nghĩa của chị Trung Quốc chán công việc chán à vì sao chán vì sao chán thay đổi gì anh không hiểu không anh đang nói gì vậy thế sếp bảo em là làm gì khác à rồi ok lát anh sẽ hỏi sau rồi thôi tiếp vậy sẽ hai vị của chi Trung Quốc được chưa anh đang có vào vậy sẽ hai vị của chị Trung Quốc để học tiếng Trung tôi đi sang Trung Quốc vậy là để vì gì đó để hay là vì gì đó em đang có bài vậy xuyên Hàn Nguyễn đúng rồi vậy xuyên Hàn Nguyễn của chị Trung Quốc để học tiếng Trung thì tôi sang tôi đi Trung Quốc vậy xuyên Hàn là tôi đi Trung Quốc để học tiếng Trung à, nhưng mà chúng ta dịch như vậy thì nó sẽ hay hơn đúng không ạ nhưng mà cái này chúng ta phải để cái mục đích là ở phía trước vậy xuyên Hàn Nguyễn của chị Trung Quốc của chữ Trung Quốc vậy Hàn cũng được nhưng mà nó sẽ hơi trong văn nói thôi còn trong văn viết chúng ta cứ đảo lên đó thế này chữ mà là gì như thế này ví dụ này giờ giờ anh điền thì nó là vì sao cô ta học tốt như vậy thì anh thì nó là vậy sao mà à sẽ ta chữ mà học đúng rồi vậy sao mà ta sẽ chữ mà vì sao cô ta học tốt như vậy vậy sao mà ta sẽ chữ mà học chứ mà có tính từ nha chúng ta cùng chú câu đấy ừ. Chứ mà có tính từ là như thế này cái gì đó như thế này chứ mà học xuyên đây anh có hai lần à, vui số ta xuyên đây chứ mà là để tìm chứ mà nó có tính từ là sao là để biểu thị cái mức độ tính từ là như thế này như thế này như thế kia à, hay là và năm mà cộng với tính từ là như thế kia gì đó như thế kia vì sao mà tha xuyên chân bậc học vì sao cô ta học tốt như thế này vì sao mà đúng rồi tha xuyên tơ chân bậc học vì sao mà tha xuyên tơ chân bậc học đúng rồi vì sao mà tha xuyên tơ chân bậc học anh Nhung thích lớp đốc đông hay là lớp vắng lớp phải có em ngoan rồi nó phải nó vui vui thì à, chú là chú mới mới học buổi đầu tiên mẹ bảo đầu tiên nghe chú ấy cũng biết cũng khá khá nhiều rồi cũng khá khá nhiều em Nhung phải buổi chiều một đợt đi sang Trung Quốc học nó mới ứng dụng được đó rồi thế à?
Lại gì? Mình cũng chắc mình cũng đoán ra được cái từ đó. Em hay là sau này em nhung sang sang Trung Quốc lấy chồng Trung Quốc. Trung Quốc bây giờ đang 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 thiếu phụ nữ đấy, em sang đấy là thành hot đấy. Rồi thế là sang ở Việt từ Nam mình bây giờ không đấy, Việt Nam mình bây giờ tỷ lệ nam nhiều hơn nữ mà. em thấy bây giờ ở Nam, ở Việt Nam nam nữ nó đang nó đồng đều, khá là đồng đều. Lệch à? Lệch à? Nhưng Trung Quốc à? Như bạn đối với bọn thế hệ sau Trung Quốc á, nó lên hạn tại vì nó là chính sách một con. Dạ. À, mình là thì mình là vô tư đúng không? Mình vô tư. Thắng cấm à? Để chui sao ra được? là xem là Để chui sao cấm được? Để chui. À là nên thì vẫn còn là một không gian để trống, một không gian là dạy. Dạ. Anh để anh có ba ba đứa con gái đấy thì anh vẫn đang định để tiếp. hồi xưa anh làm nhà nước mà anh bỏ rồi, bỏ lâu rồi. Anh xong rồi anh đang muốn anh cũng là như bảo nhà nước là ba ba con là bị khai trừ ra khỏi đảng, anh đang muốn bị khai trừ đây chưa được. Nên cố gắng để nhiều đứa vào để bị khai trừ. Đầu tiên này. Vâng. Anh quản nhà nước lâu rồi, em bảo lâu rồi. Anh làm tự do rồi. Thế nào? Rồi, tí tiếp nha. Vận động, chúng ta chưa? Vận động thể thao, vận động vận động. Động từ là vận động còn danh từ là thể thao. Như là thể vi vận động, anh nhá. Nó thể dục thể thao. Thể vi vận động. Thể dục thể thao. Thì vi là học rồi đúng không? Thể dục còn vi là vận động. Ok, em đang gõ cốt này vào. Thì vi vi thì vi vi là vận động thể thao. Thì vi vi đúng rồi. Thì vi vi là vận động thể thao. Thì vi vi à, thế này. Ở dưới là gì à? Giờ anh điền thì nó là bạn thích thể thao gì? Bạn thích thể thao gì? Mình chỉ khoan. Sở mà vận động là tốt, rất tốt. À, lý sĩ quan sở mà vận động, bạn thích môn thể thao gì? Lý sĩ quan sở mà vận động là chúng nó vào. Lý sĩ quan sở mà vận động, bạn thích môn thể thao gì? Nó vào. Lý sĩ quan sở mà vận động, bạn thích môn thể thao gì? Rồi, em làm rồi. Em có đấy. Lý sĩ quan sở mà vận động. Em dùng gõ vào cho nó vui, à, cho nó có phong trào tí, à, đồng đồng bộ phong trào tí. Rồi, lý sĩ quan sở mà vận động. Là thế này. Ở dưới là từ gì à? Từ跑步, đúng không rồi đúng không?跑步 gì? Chạy bộ rồi.跑步 chạy bộ. Ok giờ em nhung từ nó là bạn bạn thường xuyên chạy bộ không? Thì chẳng跑步 mà. Rồi, ok. Thì chẳng chẳng跑步 mà, bạn thường xuyên chạy bộ không? Thì chẳng chẳng跑步 mà. Bạn thường xuyên chạy bộ không? Thì chẳng chẳng跑步 mà. Thì chẳng chẳng跑步 mà, bạn thường xuyên chạy bộ không? Rồi. Em lại gõ vào. Nì chán chán phảo phu mang. Chán chán là thường xuyên à, chán chán thường xuyên đó. Tiếp theo từ dưới từ phảo. Ví dụ anh điền thì nó là anh ta chạy rất là nhanh. Thì anh nói là tha gì? Tha phảo tơ khẩn khoai. À, ok, anh đang gõ vào. Tha phảo tơ khẩn khoai là cô ta chạy rất là nhanh. Tha phảo tơ khẩn khoai. À, cô ta chạy rất là nhanh. Tha phảo tơ khẩn khoai. Giờ tha phảo tơ khẩn khoai. Giờ tốt em nhung tham gia rồi. Có anh nhung cái là nó vui hẳn. Anh nhung vào tham gia là vui hẳn. Thế này ở dưới là từ lán chiếu lướt qua, từ này là cần là bóng rổ. Căng trái là vừa mới. Căng trái vừa mới. Anh đang có vào căng trái. Anh nói đi. Vừa mới. Căng trái là vừa mới. Căng trái vừa mới. Căng trái là vừa mới. Rồi, căng trái. Rồi, vừa mới là gì đó? Rồi, nó phó từ đấy. Căng trái. À, danh từ. Ví dụ này, giờ em làm thì nói là bạn vừa gọi điện cho ai đấy? Em nói là bạn vừa gọi điện cho ai đấy? Mình cán trái kẻ xoáy tả tiên khoa. Đó, mình cán trái kẻ xoáy kẻ xoáy. Để tiếng Việt à? Ừ. Thì cán trái
刚才谁给谁打电话？把我过来叫哎，你刚才给谁打电话？你刚才给谁打电话？你刚才给谁打电话？把我过来叫哎，你刚才给谁打电话？得，làm rồi. Rồi tốt. Thế này, ở dưới đó từ khởi là có thể, rồi anh điền cho nó là tôi có thể hút thuốc ở đây không? Thì anh nói là tôi có thể hút thuốc ở đây không? Anh sẽ nói là của khởi gì? Ok, tại chỗ này cho em mà cho em là hút thuốc. Của khởi gì tại chỗ này cho em mà là tôi có thể hút thuốc ở đây không? Ở đâu chất làm sao? Của khởi gì tại chỗ này cho em mà là tôi có thể hút thuốc ở đây không? Anh đang có mà của khởi gì tại chỗ này cho em mà tôi có thể hút thuốc ở đây không? Của khởi gì tại chỗ này cho em mà anh nhưng mà nhớ từ cho em không? Của khởi gì tại chỗ này cho em mà như mày mà cho em anh cứ gõ nhiều là em sẽ nhớ mặt chữ nó, mặc dù anh có thể không biết viết nhưng mà em sẽ nhớ được nó. Cho em thế này, giờ em làm được đó là ở đây không được hút thuốc. Anh nói là chưa lì thôi, chưa lì phụ khởi gì phụ khởi cho em. Vâng, em chúng ta có vào chưa lì phụ khởi cho em, ở đây không được hút thuốc. Chưa lì phụ khởi cho em, ở đây không được hút thuốc. Cho em rồi, anh đi qua hút thuốc không? Sẽ có à? Đi à? Vâng, ok. Cho em là hút thuốc, chưa lì phụ khởi cho em, ở đây không được hút thuốc. Anh nhung sẵn lạc rồi, tốt. Em làm rồi. Sao chậm thế? Chưa lấy phụ cười cho em. Và tiếp theo là từ gì ạ? Kiên trì. Chúng ta có thể kiên trì vào. Kiên trì là kiên trì. Em làm có vào. Kiên trì, kiên trì. Kiên trì, kiên trì. Anh có vào. Kiên trì là kiên trì. Kiên trì, kiên trì. Gì đấy? Kiên trì. Kiên trì. Sinh hai. Kiên trì, kiên trì. Với anh đi đến đó là giờ anh thì nó là bạn muốn học tốt tiếng Trung thì phải kiên trì. Anh nói là bạn muốn học tốt tiếng Trung thì phải kiên trì. Là lý tưởng xế xế học Hàn ngữ. Yào gì? Yào kiên trì. Yào. Lý lý tưởng xế học Hàn ngữ yào kiên trì là phải kiên trì. Lý tưởng xế học Hàn ngữ yào kiên trì. Ok, thằng đó. Yào kiên trì. Rồi, đó, đúng không? Lý tưởng xế học Hàn ngữ yào gì? Kiên trì. Rồi, em lại có vào đi. Lý tưởng xế học Hàn ngữ yào kiên trì. Bạn muốn học tốt tiếng Trung thì phải gì? Phải kiên trì. Lý tưởng xế học Hàn ngữ yào kiên trì. Ok, thằng đó. Lý tưởng xế học Hàn ngữ yào kiên trì. Đó. Nhung em. Anh Nhung hôm nay đang không vui à? Kiên trì. Được chưa? Kiên trì là kiên trì. Hôm nay em vung cái này bơ phờ quá. Thế này, giờ đấy là chúng ta vừa đi xong phần từ vựng của bài hôm qua, họ bỏ buồn chưa xong. Giờ chúng ta sẽ sang trang 129. Cái gì ạ? À? Ai là sao? Giờ chúng ta đọc bài bài hoàn toàn nhé, ở trang 129 này. Được chưa? Chúng ta đọc bài hoàn toàn nhé, ở trang 129. Rồi, đọc này. Ok, anh điền giờ chưa? 129, chúng ta đọc nhé. Lỗ Lán,电视台想请留学生表演一个汉语节目。好，罗，来啦。罗兰，电视台想请留学生表演一个汉语节目。那得，你愿意去吗？那老师，我不想去。为什么？我汉语说得不好。也不会表演，你学得不错，有很大进步，汉语水平提高得很快，很快，哪里？我发音发得不准，说得也不流利，让玛丽去吧，她汉语学得很好。说得很流利，玛丽还会唱京剧，
京剧来哈来改六类，是吗？是吗？他京剧唱的怎么样？他京剧唱唱的怎么样？王老师说他唱的不错。王老师说他唱的不错。错，他怎么学的这么好？他怎么学的这么好？他非常努力。他非常努力。也很认真。也很认真。第二个，谁？老师，您看他太极拳打的怎么样？老师，您看他太极拳打的怎么样？打得不错。打得不错。未学太极拳。未学太极拳。他每天都起得很早。他每天都起得很早。麦克，你喜欢什么运动？麦克，你喜欢什么运动？我喜欢跑步，打篮球。我喜欢跑步，打篮球。刚才我看你跑得很快。跑得很快，你篮球打得怎么样？你篮球打得怎么样？打得还可以。打得还可以。老师，你每天都来锻炼吗？锻炼吗？对。对。我每天都坚持锻炼，你呢？我每天都坚持锻炼。你呢？我不常锻炼。我不常锻炼。因为我晚上常常睡得很晚。因为我晚上常常睡得很晚。早上起得也很晚。早上起得也很晚。OK， 我们说，那现在我们上百数还难多嘞。开始接上百数还少。这两秒上百还少，真呀？记得吗？记得。OK， 我们再上上数một trăm bốn bảy， 百还少một trăm bốn bảy。rồi， hình như trước là lớp em Nhung là học đến bài 26 là chị Thu nghỉ đúng không? Hay là anh Nhung lại bơ vơ? em chị Thu nghỉ xong rồi em bắt là chuyển sang lớp khác. Rồi, lớp này anh sẽ đi trọn vẹn 30 bài. Rồi, đầu tiên từ gì ạ? Từ quẩy hay là quẩy? Alo. Alo đây, quẩy hay là quẩy. Có hai cái đọc, quẩy hay là quẩy. Rồi, chúng ta có vào, quẩy hay là quẩy. Bình thường khi chúng ta alo là gì? Quẩy, alo, quẩy, alo. Rồi, được chưa? Quẩy, alo. Rồi, được chưa? Anh lắng được rồi. Rồi, tôi tiếp này. Ví dụ này, giờ anh để thử nó là alo, bạn là vị nào? Thì anh sẽ nói là alo, bạn là vị nào? Wei, Wei, quá, nǐ shì nǎo wèi? Bạn là vị nào? Wei, nǐ shì nǎo wèi? Đây là cái câu của nhân viên lễ tân hay là nhân viên trực tổng đài, họ trả lời khách hàng. Wei, nǐ shì nǎo wèi? Xí nào? Alo, bạn là ai? Bạn là vị nào? Wei, anh lao à? Wei, nǐ shì nǎo wèi? Alo, bạn là vị nào? Wei, nǐ shì nǎo wèi? Quẩy à? Không, anh chỉ cần nói từ quẩy là ok rồi. Quẩy. 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 Quẩy, anh có từ W-A-Y. Quẩy. Quẩy, nǐ shì nǎo wèi? Hay là quẩy, nǐ shì nǎo wèi? Quẩy. Quẩy là alo. Được chưa? Quẩy, nǐ shì nǎo wèi? Đầu tiên này. Ok, quẩy, nǐ shì nǎo wèi? Ok, ở dưới từ A-Y là cô gì? A-Y, đúng không ạ? A-Y. A-Y, cô gì? Ai cô gì? Tiếp theo này, trung sẽ là trung học, trung sẽ trung học. Rồi, anh như trước học chuyện gì à? Anh quên mất rồi. Đã. Anh như trước học chuyện gì? Trường đại học công nghệ giao thông. Bây giờ em còn làm ở ngay chỗ gì à? Cầu Giấy đúng không? Giao thông vận tải, công nghệ à? Còn đèo là nội à? Ở ngay đây, ở chỗ Nghĩa Trãi. Anh Dung học giỏi quá. Hồi xưa anh ai út được thi đậu đại học nhưng mà anh bị trượt, thi trượt đại học. Yeah. Hồi xưa em thi bỏ, hồi xưa em đi bỏ học á. Không, hồi xưa em không thi trường này đâu, trường này là trường dự bị thôi, gì dự bị thôi không? Yeah. Còn trường chính là gì, trường gì? Kinh tế à? Thương mại. Thương mại cũng lấy cao thì á? Anh ngưỡng mộ em vì em thi đậu đại học. OK. Tiếp này. Từ ở giữa từ trung sửa trung học, trung sửa trung học. Tuần lướt qua chúng ta thì biết từ này thôi. Trung sửa trung học, trung học, trung sửa trung học. Tiếp theo này là từ chu của, là ra nước ngoài. Chu của chúng ta có vào. Chu của là ra nước ngoài. Chu của ra nước ngoài. Ví dụ chúng ta ra nước ngoài sang Trung Quốc nó gọi là gì? Chu của đấy. Chu của.
ra nước ngoài, chú của ra nước ngoài, chú của, giờ chú của, ví dụ này, giờ anh điền thì nó là bạn muốn ra nước ngoài du học không? Thì anh nói nào, bạn muốn ra nước ngoài du học không? Nào chú của lưu xuyên mà, đó, nào chú của lưu xuyên mà, bạn muốn ra nước ngoài du học không? Nào chú của lưu xuyên mà, chúng ta có vào, nào chú của lưu xuyên mà, bạn muốn ra nước ngoài du học không? Rồi, lưu xuyên mà, rồi chúng ta có vào, nào chú của lưu xuyên mà, nào chú của lưu xuyên mà, rồi chú của ông rồi, đó, rồi em lan của nó là bạn muốn du học nước nào? Bạn muốn du học nước nào? Nghĩ chẳng đi, nghĩ chẳng. Chứ nào? Lưu xế. Sao? Bạn muốn đi đâu du học? Nghĩ chẳng chứ nào lưu xế? Là bạn muốn đi đâu du học hay là bạn muốn đi du học đâu? Nghĩ chẳng chứ nào lưu xế? Chẳng được từ chẳng đi, cho nó hay. Đỡ phải dùng là bạn tình. Yeah, thì nó ở mức độ là muốn, rất là muốn, cực kỳ muốn. Còn từ chẳng nó chỉ là ở mức độ nghĩ ngợi thôi, trong đầu. Nghĩ chẳng. Nghĩ chẳng chứ nào? Chứ nào? Liễu xuyên. Bạn muốn đi đâu du học? Nghĩ chẳng chứ nào? Liễu xuyên. Nghĩ chẳng chứ nào? Liễu xuyên. Nghĩ chẳng chứ nào? Liễu xuyên. Bạn muốn đi đâu du học? Nghĩ chẳng chứ nào? Liễu xuyên. Ok. Anh nhìn thấy không? Lớp chúng ta đâu chỉ có mỗi ba bạn đâu. Còn nhiều bạn mà. Nhiều bạn. Đây. Các bạn khác cũng tham gia nữa. Không mẹ. Em bắt anh này kêu mệt. Không đi được. Em bắt kêu mệt. Rồi. Thế tất đổi à? Hôm nay tự nhiên trời mưa nó mát hẳn. Bình thường qua trời nóng. Sẽ ốm à? Rồi. Rồi tiếp là ở giữa từ tả tên khoa chúng ta học rồi đúng không? Chúng ta cứ có vào. Tả tên khoa là gọi điện thoại. Tả tên khoa gọi điện thoại. Tả tên khoa gọi điện thoại. Ok. Giờ anh điền từ nó là bạn muốn gọi điện thoại cho ai? Thì anh nói là bạn muốn gọi điện cho ai? Anh nói thế nào? Bạn muốn gọi điện cho ai? Anh nói nào? Ní ao kẻ xoáy tả tiền khoản. Ok, rất chính xác. Ní ao kẻ xoáy tả tiền khoản. Nó có vào. Bạn muốn gọi điện cho ai? Đúng rồi. Ní ao kẻ xoáy tả tiền khoản. Bạn muốn gọi điện cho ai? Rồi. Vừa thế anh liền mang laptop, liền mang iPad nhá. Em sẽ hướng dẫn anh cách gọi tiếng Trung ở trên iPad. Dễ lắm. Ní ao kẻ xoáy tả tiền khoản. Rồi, chúng ta có vào. Bạn muốn gọi điện cho ai? Ní ao kẻ xoáy tả tiền khoản. Có được mà, anh vào Face đi. Anh biết gọi trên điện thoại chưa? Gọi tiếng Trung trên điện thoại nhé. À, ngôn ngữ. Đúng rồi. Rồi, ok. Có. Máy nào cũng có hết mà, cũng có tích hợp sẵn rồi. Anh biết cái, anh biết ấy chưa?
Anh có hay chat chít với người Trung Quốc không? Bạn anh bạn Trung Quốc ở trên WeChat đấy. Có gì? Không tốt. Đang live stream đấy. Chào nè, đi khảo đi. Để em ta check xem. Có anh có tiếng Trung ấy. 20 tệ đúng không? Vâng, thì bài đọc là hai ý bảo là hai đồng 10 đồng nhân dân tệ. Rồi. Bài bảo là hai xứ khoai. Đúng rồi. Hai xứ khoai. Rồi. Anh có đi, xong anh đăng. Đăng rồi. Đăng rồi. Rồi, ok rồi, anh đăng ở trên này rồi đấy. Anh thấy chưa? Ở trên Facebook. Anh tắt mất tiền đi, anh tắt tắt tiền đi cho nó đỡ bị ồn. Anh chỉ cần comment ok rồi. Đấy. Thì học ở trên lớp thì anh có thể học được cả ở bên ngoài nữa. Ví dụ là lớp ngày mai, sáng mai. Đó, thì anh cứ comment ở bên dưới. Đó. Ví dụ là các bạn comment câu gì thì anh hoặc là em bảo các bạn đấy là dịch sang câu gì thì anh cũng comment ở bên dưới. Nếu mà anh có sai thì em sẽ sửa cho anh. Em nhắc anh. Ví dụ sáng mai có lớp thì em sẽ tag anh vào xong rồi anh có thể học online nữa, vừa cả online vừa cả trực tiếp ở trên lớp đó. Học như vậy nó mới liên tục được, nó mới hiệu quả. Rồi chúng ta đi tiếp này. Rồi bây giờ từ quan chi chúng ta có vào. Quan chi là gì? Quan chi là tắt máy hay là quan chi tắt máy? Chúng ta có vào quan chi là tắt máy. Quan chi anh thì có vào đi, anh có từ quan chi vào. Quan chi anh có vào. Anh chỉ cần nhớ phím âm là ok rồi. Xong anh nhớ mặt chữ là xong, anh đổi chữ đúng mặt chữ là xong. Nếu gọi tiếng Trung nó nhanh hơn gọi tiếng Việt và gọi dễ hơn gọi tiếng Việt. Quan chi tắt máy. Anh dùng rồi. Giờ anh làm đâu? Làm em. Đâu á? Quan chi. Đúng rồi. Tốt. Anh Thiền đâu? Anh Thiền có từ quan chi đi. Anh có từ quan chi đi. Em sẽ chưa thấy. À rồi đây rồi. Đúng rồi. Quan chi là tắt máy. Giờ anh điền thử nó là hôm qua điện thoại của tôi tắt máy rồi. Số tên gì? Hôm qua điện thoại của tôi tắt máy rồi. Quan chi là. Rồi ok, chúng ta gọi vào, anh gọi đi. Số tên của tôi sổ chi quan chi là. Rồi, số tên của tớ sổ chi quan chi là hôm qua điện thoại của tôi tắt máy rồi. Anh có vào, anh chỉ nhớ phím âm này và anh phải đổi trên mặt chữ cho đúng là ok. Chủ thiên là hôm qua của tớ sổ chi quan chi là hôm qua điện thoại của tôi tắt máy rồi. Chủ thiên của tớ sổ chi quan chi là. Anh nói đi. Chủ thiên của tớ sổ chi quan chi là hôm qua điện thoại của tôi tắt máy rồi. Chủ thiên của tớ sổ chi quan chi là. Rồi anh làm rồi. Rồi tắt máy. Rồi tốt. Anh điền nữa. Anh điền gọi đi. Chủ thế của tớ sổ chi quan chi là. Rồi anh điền gọi vào. Lên thuyết. Rồi ok. Chủ thế. Anh có từ chủ thế. Z chủ. Z. Thôi anh. Anh. Chủ thế. Anh gọi đi. Chủ thế. Anh cứ bình tĩnh, anh phải cuốn đó, anh bình tĩnh. Lớp mình cả lớp chờ.
Chú Thiên. Hoặc là anh viết rồi, anh viết rồi. Chú Thiên. Chú Thiên, của tờ sổ chi quan chi là hôm qua điện thoại của tôi tắt máy rồi, hay là hôm qua? Đó. Đây này. Không sao. Chú Thiên. Anh viết được không? Anh viết được không? À, thì chú nhà tốt. Nhé, sổ chi đấy. Chú ấy hay sang Trung Quốc lắm. Sang Trung Quốc nhiều nên là tốt. Anh Dung thiết kế đi. Hay là khi nào anh em đi đi nhá. Đi Trung Quốc nhá. Đi Trung Quốc vui lắm. Của tờ sổ chi quan chi là. Chú thấy của tờ sổ chi quan chi là. Gọi 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 phim âm. Tùy chú ấy thích viết chữ thì càng tốt, viết được chữ càng tốt. Nhưng mà viết trên này là sẽ không chuẩn, viết ở ngoài đâu. Mình quảng lắm à? Ừ. Số chi là điện thoại di động, số chi. Nhưng mà em viết được, viết được trên 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 cái mặt cái đấy là càng tốt. Em thì viết trên mình không bằng viết ở đấy đâu. Viết ở đấy chuẩn hơn chứ. Nói mình ngoặc tí. Em dùng cái ngón này, dùng đầu ngón này, gì gì đây. Được chưa chị, được chưa anh? Không thì em mua mua cái bút cảm ứng ấy, mua bút cảm ứng cho nó nhạy, cho nó nhạy. Chúa Thiên, Chúa Thiên, từ gì đây? Anh gọi là từ Chúa Thiên đi. Chúa Thiên anh gọi nhầm thành từ gì đây? Anh không hiểu. Anh gọi là từ Chúa Thiên đi. Đây đây phải từ Chúa Thiên, đây trả Thiên rồi. Anh gọi là từ Chúa Thiên. Chúa Thiên là hôm qua. Anh gọi là từ Chúa Thiên. Chúa Thiên trả 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 Thiên. À, đây tôi trả. Rồi anh có lại từ chủ thiên đi. Chủ thiên là hôm qua. Rồi, đó. Rồi tốt, anh gọi luôn rồi đấy. Chủ thiên. Rồi ok. Còn rồi anh cứ dùng để viết chữ án được. Nếu mà anh tạo cái đấy thì anh thích cái đấy cũng được. À, còn là chúng ta cứ cử dụng có phiên âm. À, viết chữ bao giờ nó cũng tốt hơn. À, cái tiếp này từ qua là đóng. Qua là đóng. Tuy là đúng rồi, được qua. Quảng. Chúng ta có từ quảng vào. Quảng là quên. Anh nhưng có vào. Quảng là quên. Quảng quên. Anh gõ vào đi. Quảng quên. Quảng quên. Quảng chỉ ở trang số 148 đấy. Từ số 8. Từ số 8. Từ số 8. Quảng. Anh thấy chưa? Quảng là quên. Quảng là quên. Quảng quên. Quảng. Được chưa? Quên. Anh gõ đi. Rất tốt. Quảng quên. Em nhung rồi. Tốt. Ví dụ này. Ở hôm qua tôi quên bật máy. Thì em nhung nói nào, hôm qua tôi quên bật bật máy. Chú Thiên gì? Chú Thiên là ủa hay là ủa chú Thiên đều được. Ủa quăng. Khai chi. Bật máy mở máy đây, khai chi là mở máy. Khai chi là chú Thiên ủa quăng khai chi là. Chú Thiên là hôm qua, học rồi. Chú Thiên ủa quăng khai chi là. Ủa quăng khai chi là hôm qua tôi quên mở máy rồi. Quăng là động từ quên, còn khai chi là động là động từ. Quên cái gì đó, quăng. Khai chi là động từ mở máy. Từ số 9 đấy, anh thấy chưa? Từ số 9 là từ khai chi đấy. Chúng ta các bạn. Chú Thiên của Wang khai chi là hôm qua tôi quên bật máy rồi. Chú Thiên của Wang khai chi là hôm qua tôi quên mở máy rồi. Khai chi là. Khai chi là, đúng không? Chú Thiên của Wang khai chi là. Rồi. Rồi, anh gọi đúng rồi đấy. Anh biết đúng rồi. Wang. Anh dùng rồi, tốt. Làm em. Rồi, tốt. Còn thấy bác nhỉ, bác này mất mất tích rồi. Mất tích rồi. Thế này, ở dưới là từ khai rồi đúng không? Dầu, học rồi. Ví dụ này. Rồi anh điền thử nói là hôm nay cô ta lại quên đem theo điện thoại di động. Nên là hôm nay cô ta lại quên đem theo điện thoại di động. Thái dầu gì? Hoàng. Hoàng tài gì? Sổ chi. Là. Yeah. Đúng rồi. Jin tian ta you wang tai shou ji le. Ta you. Ta ko ta ma. Jin tian ta you là gì? Quên, quên cái gì? Quên đem theo điện thoại di động. Jin tian ta you wang tai shou ji le. Đúng rồi. Hôm nay có you là hành động lặp lại. Một cái hành động đã xảy ra ở trong quá khứ. Ví dụ hôm qua quên rồi, hôm nay lại quên tiếp thì chúng ta dùng từ you. Đó.
今天他又忘带手机了。Hôm nay cô ta lại quên đem theo điện thoại di động rồi. Đúng rồi, jin tie. Ta yêu wang dai shou ji le. Hôm nay cô ta lại quên đem theo điện thoại di động rồi. Jin tie ta yêu wang dai shou ji le. À, được không ạ? Hôm nay cô ta lại quên đem theo điện thoại di động rồi. Rồi tốt. Anh gọi đi. Anh gọi đi, hôm nay cô ta lại quên đem theo điện thoại di động rồi. Em làm rồi. Đúng rồi. Jin tie ta yêu wang dai shou ji le. Hôm nay cô ta lại quên đem theo điện thoại di động rồi. Rồi, anh thì có không? Jin tie ta yêu wang dai shou ji le. Yêu wang dai. Wang dai shou ji le. Wang dai shou ji le. Rồi, rất tốt, anh làm rồi. Em làm nữa. Lát còn làm, chờ em làm nữa. Làm em. Làm rồi, rồi tốt. Yêu wang dai shou ji le. Thế nào? Ở dưới đó từ xiang. Xiang là kêu. Ví dụ cái gì nó kêu thì chúng ta gọi là xiang. Ví dụ này, giờ em làm thì nó là điện thoại đang kêu kìa. Này này. Điện thoại tại gì? Tại xiang nữa. Nào. Xiang. Đúng rồi. Điện thoại tại xiang nữa. Điện thoại tại xiang nữa. Là điện thoại đang kêu kìa. Xiang là kêu mà. Xiang là kêu đó là kêu chuông đấy. Tại xiang nữa. Bây giờ nhìn tờ sổ chi không? Nhìn tờ gì? Nhìn tờ điện thoại hay nhìn tờ sổ chi cũng được. Nhìn tờ sổ chi tại xiang nữa. Bây giờ điện thoại của em Dung đang kêu đấy thì nó là gì? Nhìn tờ sổ chi tại xiang nữa. Điện thoại của bạn đang kêu kìa. Chúng ta có bạn, nhìn tờ sổ chi tại xiang nữa. Nhìn tờ sổ chi tại xiang nữa. Điện thoại của bạn đang kêu kìa. Nhìn tờ sổ chi tại xiang nữa. Chúng ta có bạn, nhìn tờ sổ chi tại xiang nữa. Điện thoại của bạn đang kêu kìa. Nhìn tờ sổ chi tại xiang nữa. Rồi cũng được. Tại xiang nữa. Rồi ok đúng rồi. Tại xiang nữa. Thế là ở dưới nó từ gì à? Từ chia là nhất điện thoại hay đón. Ví dụ này, giờ em anh Nhung cho nó là bạn đi nghe máy đi. Này này. Bạn nghĩ chi gì? Nghĩ chi chia điện thoại vào. Chia là nhất hay đón là nghe gì lại nghe máy là gì? Chia điện thoại là nhấc máy hay là nghe máy? Nghe điện thoại đó. Nghĩ chi chia điện thoại vào. Không à. Giờ điện thoại đang kêu ấy, điện thoại đang kêu thì chúng ta dùng chúng ta gì để chia điện thoại, nhấc điện thoại lên. Nghĩ chi chia điện thoại vào. Chào. Chi, chúng ta dùng chi. Không dùng từ chào. Nghĩ chi chia điện thoại vào. Nghĩ chi chia điện thoại vào. Bạn đi nhấc điện thoại đi. Nghĩ chi chia điện thoại vào. Bạn đi nhấc điện thoại đi. Hay là bạn đi nghe máy đi. Nghĩ chi chia điện thoại vào. Chúng ta vào. Nghĩ chi chia điện thoại vào. Bạn đi nhấc máy đi. Rồi, rất tốt, chính xác. Nghĩ chi chia điện thoại vào. Rất tốt, anh có đúng rồi đấy. Thế này ở dưới là từ thi là đá bóng, thi là đá đấy. Chúng ta học từ bóng đá chứ nhỉ? Chú chiếu học chưa? Học rồi đúng không? Chúng ta ghi vào bóng đá. Chú chiếu bóng đá. Chú chiếu. Em Nhung trước có đợt trước có em có xem U23 nhỉ? Trận gì mà ở trận chung kết này? Em có xem. Thua. Em là người dự đoán chuẩn từ đầu đến cuối luôn. Thế mà bọn cá độ cũng hỏi em. Cứ gì cũng thua đúng không? Thế mà hỏi. Được. Anh thấy rầm rộ lắm, Việt Nam rầm rộ lắm. Em có bí em làm gì? Em nói ngược lại, em bảo là quan đang thắng rồi. Thì xong rồi nó về Việt Nam nó lại thắng. Thắng à? Trận chung kết ấy. Thì em bảo là em nghĩ là một cái quan của mình chắc chắn nó lại thắng. Lại thua. Buồn à? Thế à? Lộ dòng lộ dòng vừa lên này. Chú chiếu là gì? Bóng đá. Chúng ta gì? Ví dụ này. Giờ anh Điền thì nói là bạn thích xem bóng đá không? Anh nói là Lý Sĩ Khoan. Lý Sĩ Khoan gì? Khan chú chiếu mà. Ok, chúng ta có bạn. Lý Sĩ Khoan khan chú chiếu mà. Bạn thích xem bóng đá không? Lý Sĩ Khoan. Lý Sĩ Khoan khan chú chiếu mà. Bạn thích xem bóng đá không? Chúng ta có bạn. Lý Sĩ Khoan khan chú chiếu mà. Bạn thích xem bóng đá không? Tốt, chính xác. Chia điện thoại. Rồi. Nghĩ cho anh khán chú chiếu mắt. Rồi, tốt. Chú chiếu. Nghĩ cho anh khán chú chiếu mắt. Anh kia rồi, anh gọi đi. Nghĩ cho anh khán chú chiếu mắt. Bạn thích xem bóng đá không? Rồi, tốt. Anh gọi rất đúng rồi. Rồi, tiếp này. Ở dưới là gì? Thi. Đó, đồng từ đúng không? Ví dụ giờ anh Nhung thì nói là cô ta rất thích đá bóng. Thì em nói nào? Cô ta rất thích đá bóng là gì?
ta khá chỉ khoan gì thi chủ chiếu đó là cô ta rất thích là đá bóng thi chủ chiếu là đá bóng nào các bạn ta khá chỉ khoan thi chủ chiếu ta khá chỉ khoan thi chủ chiếu là cô ta rất thích đá bóng nào các bạn ta khá chỉ khoan thi chủ chiếu là cô ta rất thích đá bóng đó ok chúng ta các bạn ta khá chỉ khoan thi chủ chiếu rồi anh Nhung đó anh Điền đó anh có đi ta khá chỉ khoan thi chủ chiếu à, anh có bạn cô ta rất thích đá bóng ta khá chỉ khoan thi chủ chiếu thi là đá ta khá chỉ khoan thi chủ chiếu là cô ta rất thích đá bóng ta khá chỉ khoan thi chủ chiếu anh Nhung đó ta khá chỉ khoan thi chủ chiếu rồi tiếp theo tiếp theo này ta khá chỉ khoan thi chủ chiếu tiếp theo bên dưới đó từ nhỉ từ bị xa rồi tuổi là đội ví dụ này đội Việt Nam là gì Nguyên là tuổi chúng ta ghi vào đội Việt Nam là Nguyên là tuổi em yêu thích đội đội gì đội Việt Nam à thích đội gì Nguyên là tuổi đội Việt Nam em thì em yêu thích thích xem một đá bóng nhỉ Nguyên là tuổi đội Việt Nam lần đầu tiên này chắc chắc do phong trào phong trào cả nước xem lại mình không xem thì lại thế không biết mà hôm đấy em Dung cũng có đi đi ra đường không em đi học học á không đấy à bị cuốn theo dòng nước à cuốn theo dòng em thấy chúng nó còn nhảy thoát y nữa nhảy thoát y trên xe cười à nhảy thoát y đấy em có thấy không à, có à, phát đi đấy à, thế này à, chúng ta học từ giữa từ su là thua đúng không su là thua su thua rồi su là thua rồi su chúng ta có bảo là thua từ này anh Điền có viết được không su là thua anh biết à su là thua su chúng ta có bảo su là thua rồi à, su là thua đó anh gọi đúng rồi đấy anh biết đúng rồi ví dụ này giờ anh Điền thì nói là đội Việt Nam lại thua rồi anh sẽ nói là đội Việt Nam lại thua rồi Việt Nam tuổi hiểu gì hiểu su là rồi chúng ta các bạn đội Việt Nam lại thua rồi Việt Nam tuổi hiểu su là đội Việt Nam lại thua rồi Việt Nam tuổi hiểu su là đội Việt Nam lại thua rồi Việt Nam tuổi hiểu su là chúng ta các bạn đội Việt Nam lại thua rồi Việt Nam tuổi hiểu su là rất tốt rồi su anh đừng có vậy Việt Nam tuổi hiểu su là đội Việt Nam lại thua rồi. Việt Nam tuổi hiểu su là được chưa? Đội Việt Nam lại thua rồi. Hiểu su là anh gọi đi. Su anh gọi nhầm rồi. Su là từ su rồi. Anh gọi đi. Việt Nam tuổi hiểu su là đội Việt Nam lại thua rồi. Được chưa? Cái gì vậy? Hôm nay không có anh ngoan lớp trầm hẳn. Anh con mà đến là lớp là đông vui ngay mà anh Dung có vẻ hợp với em ngang em ngoan em thấy em ngoan cũng hay thích nói lắm hay thích nói chuyện thế là ở giữa từ pỉ là gì thì à yếng chứ nhỉ chúng ta chọn từ yếng là thắng yếng là thắng chúng ta có bảo yếng là thắng từ này nó hơi nhiều nét đấy anh liền biết được không từ này hơi nhiều nét đấy yếng thắng từ này nợ từ này hơi nhiều nét anh chỉ cần nhớ một chữ là anh gọi đúng phiên âm anh gọi phiên âm cho nó nhanh những lúc viết nhiều chữ quán là dễ viết nhầm đấy toàn phiên âm thôi bấm phiên âm anh cứ gõ nhiều vào sao anh nhìn nhiều xong rồi anh sẽ nhớ nghe mình chắc chỉ đã 2 phút mỗi ngày 2 phút nghe là nghe người ta nói nghe lại đoạn này ví dụ nó vào sư tiến phong ma thì cậu chú dừng lại không lại đánh phiên âm ra
lên ta lên lên chính lên chính tả tả nữa. Nhanh ấy. Toán phải nghe chính tả đi. Tâm thần thái cả. Chủ tượng à. Nói chung là đấy là phương pháp nghe chính tả đúng không? Nghe chính tả. Đưa vào tiềm thức à? Sao nghe cái này các bạn trừu tượng nhỉ? Thế cái em bảo là luyện nghe chính tả như vừa rồi nó là đưa vào tiềm thức luôn à? Thế em làm cái gì? Học đấy. Có cái nào học tiếng Trung mà khác với tiếng Anh. Ở một điểm là nó còn phải được thuộc cái chữ phiên âm này này, phiên âm Latin này. Thì muốn học cái chữ phiên âm Latin này nhiều lúc mà luyện theo thời gian nghe ấy phải. Thì xong rồi ví dụ em không biết cái từ một từ mới trắng trắng tinh đúng không? Em không biết từ đấy là gì. Nhưng mà ví dụ em ví dụ cái từ chu húa đúng không? Em không biết từ chu húa thì em phải phân biệt được C với Z. Em nghe thời gian phải phân biệt C này, Z này, rồi. CH này. Hoặc là CH em phải phân biệt được mấy cái chữ này với nhau hoặc là Z. Thế em phải gõ ra. Em phải gõ ra thì em nhìn nó sẽ em nhớ được nó. Không, nhìn thì sẽ nhớ được, nhìn là bằng cách mình đọc một hạn nhiều, mình đọc một hạn nhiều. Nghe ra ngoài. Còn cái này là nghe để mình nhớ được, mình nhận dạng phiên âm. Rồi. Giữ các âm với nhau, nghe nhiều thì thành thói quen mình nhận dạng được mà. Nghe xong rồi gõ này, xong rồi nhìn nữa. Ví dụ như thầy dạy bảo là cái từ CH nó phát âm như nào đúng không? Rồi. Bật hơi thế nào, cái từ C này nó không được, kiểu cái từ CH là nó phải cuộn lưỡi, xong rồi mình, nhưng mà mình vẫn phát hơi là đúng không? Và từ rồi. Tư thì không được nguồn hơi qua hai hàm răng ấy. Thì là nghe nhiều sẽ thành thói quen là mình sẽ nhận dạng được là thầy đang đọc cái chữ gì. Cứ nghe nhiều thôi, nghe nhiều thôi thì mình sẽ ngọn thì mình sẽ ở nhau. Ở ngoài. Chỉ cần đấy phải theo thời gian. Nghe ít thì nó sẽ khó lắm. Vâng, chưa ăn thua. Cứ phải kiểu là mưa dầm thấm lâu ấy, kiểu nó như nhà dột ấy. Nhà thấm ấy, nhà dột là kiểu gì cũng sẽ thấm. Thì chuyển gói test chuyển đi học đều thôi. Hắn cái ba thì thế thì em hắn bảo hắn cái ba thì lượng kiến thức nó sẽ nhiều hơn đấy, về ngữ pháp nhiều hơn, từ vựng nhiều hơn, nên là mình sẽ nói nhiều hơn, nói nhiều hơn, nói định nhiều gấp đôi so với quyển hai. Quyển 4 thì nó ở mức độ là có thể tối thiểu để có thể đi xin du học rồi, tối thiểu mức tối thiểu rồi. Hàng 4. Em học đến hàng thứ 5 là ok rồi. Là kiểu như là mua đấy, mua học bổng đấy, mua là các giáo viên họ bán. Các thầy cô ở trong trường đại học toàn bán học bổng mà cho học sinh. nó mua học bổng sẽ nó mua học bổng mà thì nó đây là một trong những cái yếu tố thôi, một trong những cái chỉ tiêu để đặt chỉ tiêu để được chia học bổng đó. Phải thi. Rồi thi dễ mà. Rồi em thi làm gì, em thi can gì? Nếu em đi du học thì thi can mà thằng này không. Chán thua, nó chả giải quyết được gì cả. CV à? Vào gì đó? Nó chỉ là dấu hiệu thôi. Bọn nào? Bọn gì vậy? Rồi. Yeah. Ok, tiếp nha. Yến này, là thắng. Ví dụ này, giờ anh điền nó là đội Việt Nam có thắng, liệu có thắng được không? Là đội Việt Nam liệu có thắng được không? Nguyên là tuổi khuê yến mà khuê anh biết dùng từ khuê chưa? Khuê biết khuê. Biết là sẽ tức là khuê tức là mình đưa ra một cái tình huống là sẽ nó có khả năng xảy ra không, tức là có bao nhiêu phần trăm nó xảy ra, là mình sẽ đưa ra một cái tình huống nó phán đoán liệu nó có xảy ra không.
Ê, từ. Khỏe dính mà. Như là tuổi. Như là tuổi khỏe dính mà là đối với năng liệu có thắng không? Tại chúng ta đang hỏi cái tình huống này liệu nó có xảy ra không? Thì chúng ta dùng từ khỏe. Như là tuổi khỏe dính mà. À, tức là chúng ta đang dự báo, đang hỏi cái dự đoán tỷ số đấy. Như là tuổi khỏe dính mà. Đối với năng liệu có thắng được không? Như là tuổi khỏe dính mà. Rồi anh có bạn. Như là tuổi khỏe dính mà. Đối với năng liệu có thắng không? Rồi anh Dung rồi. Rồi tốt, khỏe dính mà. Làm em, rồi tốt. Anh Điền rồi, rồi tốt, chính xác, rồi tiếp này. Giờ anh Dung nói là độ với nam không thắng được đâu. Anh nói nào. Như là tuổi gì? Phú khỏe dính. Phú khỏe dính tờ. Thấy chưa? Phú khỏe dính tờ. Ừ, như là phú khỏe dính tờ. Phú khỏe dính tờ. Phú khỏe dính tờ. Phú khỏe. Không phải. Không phải đâu. Không phải đâu. Không phải đâu. Nó dạng của chú câu, nó dạng một cái câu thành ngữ rồi. À, câu không phải đâu, gì đó, không phải gì đó chấm chấm. Cộng V cộng với không phải gì. Đây có chút cầu nữa, tức là để nêu ra một cái tình huống là sẽ làm cái gì đó, sẽ làm cái gì đó. Em Nhung, đúng rồi. Em Nhung like, anh Nhung xe về tường ấy, để lát hôm nào em về em rảnh em về nghe lại. Chứ em để đến ngày hôm mai là nó sẽ là trôi đấy, vì đúng rồi. Đúng rồi. Vì hàng ngày có rất nhiều bạn. Mà có tác viên bạn ấy cứ xe ở trên fanpage ấy, nó cứ trôi xuống, nên là em tìm khó lắm. Thật là lẫn. Mấy bài cuối là có cái phát nhiều đấy. Phú khỏe cộng V cộng O cộng T là sẽ không làm cái gì. À, anh kia bảo. Cái... Làm gì? Tổng hợp cái pháp á? Thế thì anh chỉ có bán thôi, thì anh mới bán. Nên là bán ebook rồi. Bán ebook. Chứ anh làm miễn phí thì anh sợ anh không có kinh phí để phát triển nữa. Anh sợ sập tiệm mất, sập tiệm. Lúc này em Nhung lại không có chỗ để học nữa. Anh phải có kinh phí chứ. Làm thế nào? Thêm dạy. Có cái này có tài liệu đầy đủ thế nó học được mà. Thì người ta share nhau cái tài khoản đó thì ra vào ầm ầm. Thì người ta share nhau, người ta bán tài khoản. Người ta bán đi mà. Bán được mà. Nên là hồi xưa anh cũng làm miễn phí nhiều lắm. Sau này anh thấy họ share ầm ầm, share liên tục. Thế là anh làm nó không có ý nghĩa gì cả. Giờ phú khỏe cộng V cộng Otter. Là sẽ không làm cái gì đó. Ví dụ này. Anh Nhung thử nói là ngày mai tôi sẽ không đi làm. Mình tiếp. Của bố quay chưa sang bạn. Chưa sang bạn rồi. Chưa sang bạn. Đưa ra một tình huống là gì? Sẽ xảy ra là gì? Mình tiếp của bố quay chưa sang bạn rồi. Ra tình huống này nó sẽ xảy ra. Và cái xác suất xảy ra là khá là cao. Ta mình sẽ đưa ra là ý là như vậy. Mình tiếp của bố quay chưa sang bạn rồi. Ngày mai tôi sẽ không đi làm đâu. Ý là như vậy. Mình tiếp của bố quay chưa sang bạn rồi. 我不会去上班的. Cái này ở trong sách họ không dạy đâu, nhưng mà cái này chỉ ở ngoài thực tế thôi. Mình biết 我不会去上班的. Ngày mai tôi sẽ không đi làm đâu. Anh Nhung mà ngày mai đi làm không? Hay là nhỉ? Anh làm. Mình biết 我不会去上班的. Anh Nhung cứ cố gắng chịu khó đi làm chứ. Anh cứ chịu khó đi làm đi, xong rồi để có một chút tiền ra tiền vào nữa. Chứ có em nghỉ cái là cuống.
Anh cứ đi làm đã, cứ có tiền đã, thì sau. Rồi, mình tiếp của bố khuê chưa sang ban rồi, ngày mai tôi sẽ không đi làm đâu. Rồi, anh có chưa? Rồi, tốt. Bố khuê chưa sang ban rồi. Rồi, tiếp này, rồi anh... À, anh tìm thấy nó là... tối nay cô ta có tới không? Thì anh sẽ nói nào, tối nay cô ta có tới không? Chín tiên, quảng sang, tha khuê lái mắt. Rồi. Chính điên bảo rằng tao khỏe lắm à? Mà tối nay cô ta có tới không? Ta chúng ta đang hỏi cái tình huống là cái khả năng xảy ra là tối nay cô ta đến không? Liệu nó có xảy ra không? À, chính điên bảo rằng tao khỏe lắm à? Đó, chúng ta có vào. Chúng ta đang hỏi một cái tình huống là liệu cô ta có đến không? Chính điên bảo rằng chính điên bảo rằng tao khỏe lắm à? Tối nay cô ta có tới không? Đó. Ta ví dụ là bây giờ đang là 10 giờ rồi, liệu ta có tới được không? Chính điên quả sang thao khuẩy lái mà. Anh Lang có nhầm rồi, anh có thành khuẩy lái rồi. Anh gọi đi. Oh, anh Nhung rồi, anh Nhung có nhầm rồi. Anh Nhung có nhầm rồi. Rồi tốt, khuẩy lái mà, rồi tốt, anh Nhung có lại nhá. Khuẩy lái. Em phải chọn đúng từ nhá. Khuẩy lái mà. Và tiếp này. Ok rồi, em anh Lang thử nói là cô ta không thích bạn đâu. Cô ta sẽ không thích bạn đâu. Cô ta sẽ không thích bạn đâu. Tha gì? Tha phú khuẩy chỉ qua nỉ đó. Là cô ta sẽ không thích bạn đâu. Chúng lại áp dụng có chút là gì à? Phú khuẩy cộng V cộng O cộng T là sẽ không làm cái gì. Đó, sẽ không làm cái gì. Tha phú khuẩy chỉ qua nỉ đó. Cô ta sẽ không thích bạn đâu. Là, cái này anh nung nắn nữa. Dạ. Anh nắn đâu quá. Ta sẽ không làm cái gì. Thì chúng ta dùng có chút là đây. Phú khuẩy cộng V cộng O cộng T là sẽ không làm cái gì. Tha phú khuẩy chỉ qua nỉ đó. Cô ta sẽ không thích bạn đâu. Ta cái tình huống này nó xảy ra rất là cao. Cô ta sẽ không thích bạn đâu. Tha phú khuẩy chỉ khoan nỉ tơ. Cô ta sẽ không thích bạn đâu. Đúng rồi. Tha phú khuẩy chỉ khoan nỉ tơ. Đúng rồi. Cô ta sẽ không thích bạn đâu. Tha phú khuẩy chỉ khoan nỉ tơ. Rồi tốt. Anh Nhung rồi. Rồi tốt. Tha phú khuẩy chỉ khoan nỉ tơ. Thế này. Ở dưới đó là từ trụ khơ à bỉ là gì? Tỷ số ví dụ này. Tỷ số 21 là gì? 2 bỉ 1. Tỷ số 1 R bỉ y, tỷ số 1 rồi tỷ số 51 là U bỉ y, R bỉ y, vân vân. Tỷ số R bỉ y, thế này. Chủ khở, chúc mừng. Chúng ta có không? Chủ khở, chúc mừng. Chủ khở, chúc mừng. Chúc mừng, anh gọi đi. Chủ khở, em đang có vào. Từ chủ khở là chúc mừng đó. Chủ khở, chúc mừng. Đó, chủ khở. Anh có vào, chúc mừng, chủ khở. Đúng rồi, là chúc mừng, chủ khở. Rồi tốt. Ví dụ này, giờ anh tìm được nó là chúc mừng đội bạn là thắng rồi. Chúc mừng bạn thế đó. Chúc hơn đi. Thế đó, chúc hơn đi. Chúc hơn đi mà. Chúc hơn đi. Thế đó, chúc mừng bạn. Nếu mà nhường đây. Nếu mà nhường đây. Chúc bạn chúc mừng bạn bạn thắng rồi, nhỉ nhường đây. Thế đó, chúc hơn đi, nhỉ nhường đây. Thế đó. Thế đó sao? Chúc mừng bạn thắng rồi. Hay là bạn thắng rồi. Chúc mừng bạn, nǐ yíng lè, zhù hè nǐ. À, chúng ta có vào. Zhù hè nǐ, nǐ yíng lè. Nǐ, phải cái nǐ yíng lè. Chúc mừng bạn, bạn thắng rồi. Zhù hè nǐ, nǐ yíng lè. Rồi, zhù hè nǐ, nǐ yíng lè. Chúc mừng bạn, bạn thắng rồi. Zhù hè nǐ, nǐ yíng lè. Em nói gì đây? Sao nó màu đỏ này? Zhù hè nǐ, nǐ yíng lè. Đậm à? Đậm à? Ờ, em Nhung nhìn kỹ cũng xinh nhỉ. Em Nhung nhìn xinh nhỉ. Rồi, chúc hân nhìn nhớ là. Rồi, đấy là từ vựng. Tiếp theo ở dưới là từ thuốc phố là TOEFL. Bạn nào đi mình du học thì chúng ta có từ là từ chứng chỉ là TOEFL. Nó gọi là thuốc phố. Chúng ta có thể gõ vào để chúng ta biết thôi. Để sau này chúng ta có thể hóng hớt được. Thuốc phố là TOEFL. Thuốc phố TOEFL. Rồi, chúng ta biết thôi. Thuốc phố TOEFL. Rồi, anh gọi đi. Thuốc phố TOEFL. Và tiếp theo ở dưới là từ gì ạ? Từ ỷ chương. Chúng ta ghi câu chúc câu nhé. Ỷ chương chấm chấm và lợ với câu là đã là gì rồi. Chúng ta ghi câu chúc câu vào. Ỷ chương cộng với gì đó ở giữa. Ỷ chương cộng V cộng O. Rồi cho nó đầy đủ. Ỷ chương cộng với là V cộng với là O cộng với là L là đã làm gì rồi. Là gì rồi? Chúng ta ghi câu chúc vào. Ỷ chương cộng V cộng O là đã làm gì rồi. Ỷ chương cộng với V cộng O là đã làm gì rồi. Được chưa? Ỷ chương cộng V cộng O đã làm gì rồi? Ví dụ này, rồi anh điền thử nó là tôi đã học
Tôi đã đi Trung Quốc rồi. Hay nói nào? 我已经去 Trung Quốc là. Rồi, ok. Câu này rất đơn giản. Chúng ta có bạn. Tôi đã đi Trung Quốc rồi. 我已经去 Trung Quốc là. 我已经去 Trung Quốc là. Tôi đã đi Trung Quốc rồi. 我已经去 Trung Quốc là. Tôi đã đi Trung Quốc rồi. 我已经去 Trung Quốc là. Rồi. Em đang gọi đi. 我已经去 Trung Quốc là. Em đang rồi. Em làm gì đấy? Em làm gì? 我已经去 Trung Quốc là. Tốt. Rồi, tốt. 我已经去 Trung Quốc là. Thế này. Rồi em luôn nói tiếp là tôi đã về nhà rồi, tôi đã về nhà rồi. Quay chi quay cha là rồi chúng ta qua. Tôi đã về nhà rồi, quay chi quay cha là tôi đã về nhà rồi, quay chi quay cha là tôi đã về nhà rồi, quay chi quay cha là tôi đã về nhà rồi, chúng ta qua. Quay chi quay cha là tôi đã về nhà rồi, quay chi quay cha là đúng rồi, rất tốt, chính xác là tôi đã về nhà rồi. Thế này ở dưới đó từ khảo là thi, khảo thi đúng không ạ? Khảo thi, thi kỳ thi, thi là thi đúng không? Khảo thi, động từ thi, khảo chúng ta gọi động từ thi, đi thi đấy, chi khảo sư là đi thi, khảo khảo cái gì, khảo sao mất thi cái gì? Rồi rồi anh điền thì nó là ngày mai là sáng mai bạn thi môn gì? Là sáng mai bạn thi môn gì? Mình thi sang ngủ đúng không? Mình thi sang ngủ. Mình khảo sao mất? Đó, mình khảo sao mất? Là sáng mai bạn thi thi cái gì? Khảo khảo là thi đấy, thi trong cái kỳ thi đấy. Mình thi sang ngủ mình khảo sao mất? Là sáng mai bạn thi cái gì? Mình khảo sao mất? Rồi chúng ta có bài. Mình thi sang ngủ mình khảo sao mất? Mình thi sang ngủ. Mình khảo sao mất? Là sáng mai bạn thi cái gì? Mình đi sang ngủ, ní khảo sớm á, sáng mai bạn thi cái gì? Rồi, rồi anh lại có vào. Đó, anh điền rồi, anh gọi đi. Mình thiết, ní khảo sớm á, sáng mai bạn thi cái gì? Rồi, mình đi sang ngủ, ní khảo sớm á, sáng mai bạn thi cái gì? Rồi, chúng ta có vào. Mình đi sang ngủ, ní khảo sớm á. Rồi, được chưa? Mình đi sang ngủ, ní khảo sớm á. Rồi, giờ anh nhung tụi nó là sáng mai tôi thi tiếng Anh. Anh nhận nói nào? Mình thấy sang ngủ gì? Quốc khảo gì? Dương Nguyễn đúng rồi, mình thấy sang ngủ quốc khảo. Dương Nguyễn là chúng ta. Anh đi gọi được chưa? Anh gọi đi. À, mình thấy sang ngủ quốc khảo Dương Nguyễn là sáng mai tôi thi tiếng Anh. Mình thấy sang ngủ quốc khảo Dương Nguyễn. Mình thấy sang ngủ quốc khảo Dương Nguyễn. Sáng mai tôi thi tiếng Anh. Mình thấy sang ngủ quốc khảo Dương Nguyễn. Sáng mai tôi thi tiếng Anh. À, mình thấy sang ngủ quốc khảo Anh ngữ sáng mai tôi thi tiếng Anh đúng không? Mình thi sang quốc khảo Anh ngữ được chưa? Mình thi sang quốc khảo Anh ngữ là sáng mai tôi thi tiếng Anh đúng rồi. Mình thi sang quốc khảo Anh ngữ là tốt thế này được chưa? Đó là từ thấy là gì? Cùng với thấy, thấy là cùng với thấy là bằng cái từ cân, thấy và cân bằng nhau đúng không? Thấy là cùng với cùng thấy anh gọi đi từ thấy. Thấy là cùng, thấy, thấy là cùng, đúng không ạ? Thấy là cùng, bằng từ cân, thấy và cân bằng nhau, thấy bằng từ cân, thấy cân bằng nhau, thấy bằng bằng từ cân, cân, đúng không ạ? Thấy và từ cân nó bằng nhau đấy, thấy và cân bằng nhau, thấy, nhá, thấy và cân bằng nhau, cân mà, ừ, được, thấy thì nó bằng từ nhau mà, nhìn thấy hội chỉ truy bằng, như này, rồi, đúng rồi, rồi em lăn của nó là tối nay bạn đi xem phim với tôi nhé. Nè nè. Chi tiêu quả sao? Nhìn thấy quả ý chị. Chị khăn điểm bác. Đó. Rồi, chúng ta có bạn. Chi tiêu quả sao? Nhìn thấy quả ý chị chị khăn điện ảnh bác. Rồi, em yêu thích đi xem phim không? Thế em thích xem cái gì? Chị chẳng nhờ. Em chỉ thích đi giật mồi thôi. Giật mồi. Thảo nào hôm hôm trước đi cả lớp đi học nồi nồi chỗ em nói hết 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 sạch nồi lẩu chỗ em hết sạch chả có gì hôm hôm đi ăn này hôm đi ăn lẩu gì đó cả chỗ chỗ em lẩu chả có gì nữa mỗi mỗi nước không nữa chỗ anh có ăn được cái gì đâu toàn 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 sang cho xem bên em chi tiêu bảo sao phan qua
em thả tin cho anh, em thả tin đi. Anh thả tin à? Anh có thấy gì đâu? Không đấy. Anh chẳng có ai, chẳng có ai yêu anh cả. Em chưa thả tin cho anh cái. Học sinh chẳng có ai yêu anh cả. Rồi, hôm nay buổi sáng, anh phải của, anh điện thoại chưa? Đi chỉ đi xem điện ảnh ba, anh có không? À, hôm nay buổi sáng, anh phải của đi chỉ đi xem điện ảnh ba. À, tối nay bạn đi xem phim cùng với tôi nhé. Và hôm nay buổi sáng, anh phải của đi chỉ đi xem điện ảnh ba. Rồi anh gọi đi. Và phải là bằng 14 cân, phải và cân bằng nhau. Thích dùng cái nào được? Thích dùng phải thì dùng phải, thích dùng cân thì cân. Đi chỉ là cùng là với nhau, đi chỉ là với nhau. Chi khan điện ảnh. Ba nhé. Hôm nay buổi sáng, anh phải của đi chỉ đi xem điện ảnh ba. Rồi, thế này. Anh gọi chưa? Rồi, ok. Nó tốt, chính xác. Ok, anh ở rồi đấy. Ok, chúng ta đi xong bài gì à, từ vựng của bài số 26 rồi. Giờ chúng ta sẽ tập kết từ vựng nhá. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp. Rồi, bài 26, từ vựng trang 147. Chúng ta đọc nhá. À, anh ổn chưa? Chúng ta đọc này. Đọc này. Wei. Rồi, tiếp này. Ai ý. Trung xuế. Chú quốc. Chú. Tả điện thoại. Quan chi. Quan. Đuổi là. Wang. Khai chi. Khai. Yêu. Xiang. Chia. Thi. Bị sai. Đuổi. Su. Yếng. Bị. Chu hợ. Ai là thôi là một lớp qua. Sang. Rồi. Thua phú. Ý chương. Khảo. Thấy. Rồi, ok, chúng ta sang trang số 144, chúng ta đọc bài điện thoại của bài ngày hôm nay. Thì em phát chưa nào đó, nó có phim đã viết rồi, làm gì, có viết phim đâm rồi. Rồi, chúng ta đọc nhé, ở trang 144 này. Ok, đọc này. Wei, à, Wei, sư Thiền Phang không? Thiền Phang bù zài. Sư Trang Tung bảo. Á yí, ní hào. Thiền Phang chưa nào đó? Thà 4 điểm tố, chưa chú thùng xuế gia lạ. 同学家了，他的一个中学同学要出国，要出国，对，他去看看他，他什么时候能回来？他没说。对，你打他的手机吧。对，我打了。可是他关机了。是吗？ 你过一会儿再打吧。阿姨，田芳回来了没有？还没有呢。张东给你打电话了没有？没有啊。他来电话找你。说打你的手机。 你关机了？啊，对了，我忘开机了。啊，电话又响了。你去接吧。对，下午你给我打电话了吧？打电话了吧？打了？你怎么关机了？对不起，我忘开机了。下午你做什么了？ 我去踢足球了。今天我们跟留学生代表队比赛了。比赛了，哪踢到了？你们队又输了吧？没有。这次我们赢了。急不急？急。2-1。祝贺你们。你有什么事吗？ 我想问问你，你不是要上托福班吗？报名了没有？已经报了。你是不是也想考托福？是。我想明天去报名。你陪我一起去好吗？
hở tớ hở tớ là ok đó. Giờ giờ chúng ta sẽ đọc lần lượt từ bạn một nhá. Giờ anh điền, anh đọc trước đi. Anh học đọc hết cả bài đi, anh đọc hết đi. Chúng ta sẽ đọc lần lượt hết từng bạn, từng bạn một. Rồi sư thiền pháp mang, giờ tiếp phụ gia, rồi sư trang tung bang, giờ tiếp nhĩ hảo, rồi chị nào lắm, tiếp theo chị thống xuyên gia là trung xuyên thống xuyên thống xuyên giao chú quả, rồi tớ ta sầm tiếp theo ta mấy số, rồi ta tờ sổ chi ba, tớ tiếp theo ta quan chi là sư ma ta tả ba, tiếp theo rồi rồi tớ tả tiếp qua là mày rồi, tiếp theo cháu đi, tiếp theo tả đi ra sổ chi, rồi tiếp thì quan chi là rồi quả quả cái gì là tiếp theo tiểu quả yêu xả lơ, rồi lần to tiếp thì cái quả tả tiếp quả là bà tiếp theo tả lơ, rồi rồi to quả quả cái gì là rồi tiếp theo tiếp đại biểu tuổi bị sai là tiếp theo tiếp dừng là do tốt tiếp theo chỉ biết chỉ là tiếp theo tiếp chú điểm ạ là tiếp theo nhỉ bút sư yào tiếp theo rồi nhỉ chưa bao là yến xiang thảo tu phụ rồi hả má, rồi tiếp, hả tớ, ok, anh đọc rất là tốt, rồi tiếp theo giờ em Nhung đọc đi, anh đọc cả bài đi, Wei sư thiền pháp ma, anh đọc đi, Wei sư thiền pháp ma, thiền pháp ma, rồi tiếp, rồi tốt, chị nào nữa, tiếp theo, chị đồng trường gia là, tiếp theo, chúa, rồi tiếp theo, nâng hồi lại, tiếp theo, tham mê xua, rồi ta tờ chủ trì bằng tiếp theo thầy quan chi là rồi nhị quê qua rồi tay tả ba tiếp rồi tiếp tả tiếp khoa là mà rồi tiếp cháu đi tiếp sổ chi tiếp tiếp theo điện thoại yêu xả lơ tiếp rồi lơ ba tả lơ quan chi lơ quang khai chi lơ tiếp theo nhìn chua sầm lơ rồi khi thủ chiếu lơ tiếp theo đại biểu tuổi bị sai lơ tiếp theo yêu输了 ba tiếp theo chúng ta thắng lơ tiếp theo chỉ bị chỉ hai bị một tiếp theo có gì mà sư ma? Rồi. Tô phụ ba ma? Rồi tốt tiếp. Khảo thua phụ rồi. Khảo ma? Rồi. Hả tớ? Rồi ok, em làm rất tốt. Em làm đi. Nói em làm thôi. Rồi tốt, tiếp theo. Trong phụ tài. Rồi, đúng không? Nhi hảo, rồi. Chuyện nào đó? Tớ. Sư tiền tua, chưa chuyện thủng chuyện gia là. Chưa chuyện thủng chuyện gia là, tiếp theo. Trung chuyện thủng chuyện. Yào chú của. Được. Rồi. Rồi quay lại, tiếp theo. Không mấy xua. Anh đã hát là gì? Ta đặt sổ chi bằng, tiếp theo. Ta quan chi là, tiếp theo.
你一会儿再打吧，再见。嗯，老的。嗯，我回来了，老的。打电话了没有？嗯。找你。嗯。来，翻你的手机。嗯，老周，接。嗯。来。电话又响了。又响了，接他。嗯。老周。打了，来接。嗯，接掉。开机了，嗯，接。来。踢足球了，接掉。代表队比赛了，来接掉。来。嗯。赢了，对的，几比几的？二比一，对的。嗯。有什么事？来听，听听。我问你，嗯，对。上托福班吗？嗯，对的。报名了没有？报名了。嗯，考托福，对的。对。嗯。好吗？对的。对。OK， 什么？你接着。ở đây chúng ta có cái từ trai học rồi đúng không？再là gì？lại nữa đúng không？再còn khi vào trai cộng với là làm lại cái gì？em ghi có chút vào trai cộng với về có nghĩa là làm lại cái gì？trai cộng về ví dụ này。Giờ anh Dung rồi, anh đang làm gì? giờ anh thì nói là ngày mai bạn sẽ tới chứ? À, ngày mai bạn sẽ tới chứ? Ngày kia, thì khuây chạy lái mà. Tức là mình đang hỏi cái tình huống là liệu ngày mai bạn có tới không? Ngày kia, thì khuây chạy lái mà. Chúng ta có vào, ngày kia, thì khuây chạy lái mà. Ngày mai bạn có tới không? Hay là ngày mai bạn lại tới không? Ngày kia.你会再来吗？ngày mai bạn lại có tới không？明天你会再来吗？chúng ta phải học từ trải để chúng ta phân biệt được cái từ yêu yêu mà lại và trải mà lại. Anh có văn để lát anh sẽ phân biệt cho em cái từ yêu và từ trải. 明天你会再来吗？ ngày mai bạn lại tới không？ À. Giờ OK giờ anh lát thử nói lại ngày mai tôi rất bận tôi sẽ không đến. Nào. Mình theo khoảng bao nhiêu? 我不会来的。我不会去的啊，还是我不会去的，还是我不会来的啊？听不懂，我不会来的。明天我很忙，我不会来的。ngày mai tôi rất bận, tôi sẽ không đến đâu. 那知道了吧？明天我很忙，我不会再来的。现在反正就再来的。明天我很忙，我不会再来的。ngày mai tôi rất bận, tôi sẽ không lại đến đâu. 啊，我不会再来的。啊，知道了吧？明天我很忙，明天我很忙。那我的不会。再来的 ngày mai tôi rất bận tôi sẽ không lại đến nữa đâu tôi sẽ không đến lần nữa đâu 明天我很忙我不会再来的听懂了吧？那để chúng ta phân biệt được cái từ 在 và từ 有 nữa 明天我很忙我不会再来的我不会再来的我不会再来的 tôi sẽ không lại đến đâu tôi sẽ không đến lại lần nữa đâu 我不会再来的 明天我很忙我不会再来的 OK 同志anh điền ra tốt chính xác tiếp này gì nhỉ đấy từ trải đúng không giờ anh điền nói là tôi muốn ngày mai bạn lại đến đây là nào bố chàng gì tôi muốn ngày mai bạn lại đến đây bố chàng mình thiên thì trải lại mình trải lại lớp bố chàng mình thiên thì trải lại tôi muốn ngày mai bạn lại tới là chúng ta có vào bố chào mình thế thì chạy lại tôi muốn ngày mai bạn lại tới
我想明天你再来。我想明天你再来。Tôi muốn ngày mai bạn lại tới. Chúng ta có bạn. 我想明天你再来。我想明天你再来. Tôi muốn ngày mai bạn lại tới. Chúng ta có bạn. 我想明天你再来. Anh nhớ có đi. 我想明天你再来. Tôi muốn ngày mai bạn lại đến. Rồi. 我想明天你再来. Rồi. Lấy cái từ tại là sao? Lấy từ tại nhá. Còn từ chú câu này. Yêu cộng với V. Tại có là làm lại cái gì đó. Nó có là làm lại gì đó. Trai cộng với V cũng là làm lại cái gì đó. Vậy chúng ta có cấu trúc câu gì ạ? Trai cộng V là làm lại cái gì đúng không? Và ở chúng ta có là gì? Yêu cộng với V cũng là làm lại cái gì? Làm lại cái gì hay làm lại cái gì đó? Rất nhiều bạn không biết cách phân biệt của từ yêu và từ trai nên cứ dùng lung tung lên. Yêu cộng V cũng là làm lại cái gì? Ví dụ này. Hôm qua giờ em như thế nó là hôm qua cô ta đi làm muộn, hôm nay cô ta lại đi làm muộn. Em nói nào, chỗ thêm gì? Tha gì? Tha tha sao? Tha sao ba chữ à? Chưa làm gì đi muộn nhỉ? Chưa học không? À chữ tao. Không, chữ tao là đi muộn, là đến muộn. Chữ tao chúng ta ghi vào vì chúng ta tuyển chúng ta chưa học. Chữ tao là đến muộn hay là tới muộn? Chữ tao đến muộn, tới muộn là động từ nhá. À, anh gọi đi. Anh đi có vào chứ tao mất à? À anh ấn vào đi xong lại vào lại rồi cho anh ấn chuột phím á. Anh có vào này chứ tao là đến muộn tới muộn từ này ở rất nhiều người đến muộn đúng không? Hôm qua cô ta đến muộn, hôm nay cô ta lại đến muộn. Chú tiên tha sang ba chứ tao tha sang ba là đi làm muộn, đó, ta xong ba chữ tao. Hôm nay, ta gì, yêu chữ, ta xong ba, ta yêu chữ tao là. Hôm qua cô ta đi làm muộn, hôm nay cô ta lại đi làm muộn, lại đến muộn. Chú tiên ta xong ba chữ tao, hôm nay ta yêu chữ tao là. Là chúng ta không ạ? Chú tiên ta xong ba chữ tao, hôm nay ta yêu chữ tao là. Cái này chúng ta sau khi chúng ta có cái câu này chúng ta sẽ phân biệt được ngay là cái sự khác nhau và giống sự khác nhau và giống nhau giữa cái từ trai và từ yêu. Xong ba chữ tao. Đến muộn. Chúng ta đến muộn, đúng không ạ? Chúng ta đến muộn. Hôm nay gì? Ta gì? Yêu chỉ đạo là. À, chúng ta anh dùng qua đi. Tối nay ta sang ba chỉ đạo. Hôm nay ta yêu chỉ đạo là. Ta yêu chỉ đạo là. À, chúng ta có vào. Rồi, tớ thì sao? Anh điền đâu? Anh có đi. Anh có vào. Tối nay ta sang ba chỉ đạo. Hôm nay ta yêu chỉ đạo là. Hôm nay cô ta lại đến muộn rồi. Hôm nay ta yêu chỉ đạo là. Anh gọi đi. Chủ tiên ta sang ba chỉ đạo. Hôm nay ta yêu chỉ đạo là. Ok. Vậy thì chúng ta có cái sự khác nhau gì nhỉ? À chúng ta lấy thêm ví dụ nhé. Cho nó nhiều hơn, cho nó rõ hơn này. Giờ em lại thử nói là hôm qua cô ta không đi làm, hôm nay cô ta lại không đi làm. Em nói nào. Hôm qua cô ta không đi làm, hôm nay cô ta lại không đi làm. Chủ thiên gì? Chủ thiên tham mấy chi sang bang. Hôm qua cô ta không đi làm. Phụ định của từ quá khứ là gì? Dùng từ mấy. Chủ thiên tham mấy chi sang bang. Hôm nay cô ta lại không đi làm gì? Chủ thiên gì? Chủ thiên tha yêu, không phải tự giải, tha yêu gì? Yêu mấy sang bang. Yeah. Hôm nay cô ta lại không đi làm, chúng ta đang ở thời điểm là buổi tối. À, chủ thiên sang ngủ đúng không? Thay yêu của sang bạn. Thôi, cua cho nó dễ hay dễ bị nhầm lẫn. Chủ tiên tham mấy chữ sang bạn, chủ tiên thay yêu của sang bạn. Hôm qua cô ta không đi làm và hôm nay cô ta lại không đi làm. Anh có đi. Yêu của sang bạn. Cũng được, yêu của chị cũng được. Thế chúng ta thêm từ chữ vào cho nó hay. Yêu của chị sang bạn. Rồi, anh có đi. Chủ tiên. Tham mấy chữ sang bạn. Chủ tiên. Tha gì? Tha yêu. Bù chữ sang bạn. Đúng không? Chủ tiên ta mấy chữ sang bán. Chính tiên ta yêu bù chữ sang bán. Rồi. Anh Nhung đã nắm được chưa? Nghĩa sao? Rồi là sao? Rồi là nó đâu? Rồi là sao? Anh chưa hiểu. Rồi ra anh hiểu nó khác nhau và giống nhau ở đâu? Đó là nó có gì giống nhau và khác nhau không? Từ trai và từ yêu. Từ trai là yêu. Là gì?
cũng là đoạn đại mà. Nó có gì khác nhau không, giống nhau? Nó có gì khác nhau không? Đấy là anh vừa nói cái giống nhau rồi, nó là điều là nó thì để diễn tả hành động nó lặp lại thôi. Thì nó khác nhau cái gì? Đó, có không sao? Sợ kéo không? À. Thì nó có gì khác nhau không? Nó đều là gì? Là lặp lại cái gì đó, nó là hành động lặp lại, nó là giống nhau rồi. Còn gì khác nhau không? Nên mình phải hiểu được bản chất của nó thì mình mới dùng chính xác được. Nhờ. Anh bắt chút chia sẻ là sao? Chia sẻ. Anh chia sẻ về tường của anh ấy, anh chia sẻ về tường ấy. Đúng rồi, anh chia sẻ. Bấm ở dưới. Đây này, anh bấm anh xem về tường ấy. Về vì sáng mai anh phải làm một lớp mới thì nó lại bị trôi mất. Thì anh sẽ không bị trôi vào, bởi vì anh cũng live stream nhiều lớp lắm, nên mỗi bài nó lại một video khác nhau, nên nhiều bạn hay bị lúng hay bị khó tìm hay là bị mất luôn. Rồi thế thì cái sự khác nhau của nó là gì? Yêu rồi sao tích cực em đang nói gì vậy? Rồi vậy đấy là sự giống nhau là gì? Đều lặp lại để một hành động, đúng không? Hành động lặp lại là sự giống nhau. Còn khác nhau là gì? Nếu mà chúng ta muốn diễn tả một cái hành động mà nó vẫn lặp lại một cái hành động ở trong quá khứ thì chúng ta dùng từ yêu. Còn nếu mà diễn tả một hành động nó lặp lại ở hiện tại và tương lai, tức là nó lặp lại nhưng nó không có liên quan gì ở hành động ở trong quá khứ, thì chúng ta dùng từ trải. Nếu mà nghĩ trải số ý tiền vào tại chúng ta, tức là nó chỉ lặp lại một lần ở một lần ở trong hiện tại hoặc là tương lai thôi. Còn nếu mà từ yêu ấy, chúng ta dùng từ yêu thì nó sẽ lặp lại, tức là nó diễn tả một cái hành động nó lặp lại một lần nữa. Nói chung là nếu mà nói nôm na cho dễ hiểu ấy, thì yêu là để diễn tả một hành động nó lặp lại một hành động đã xảy ra ở trong quá khứ rồi và nó lại lặp lại một lần nữa, tức là nó có liên quan đến ở quá khứ nữa. Còn tiến trải nó chẳng liên quan gì vào quá khứ cả, nó chỉ lặp lại một lần thôi ở hiện tại và tương lai thôi. Yêu, quá khứ, hiện tại và trải. Xin tha khái chứ, khái là vẫn nhờ, khái là vẫn. Vẫn học tốt là tha khái chuyên tập vô khảo. Tức là sao nhỉ? Anh kiểu này là, đây này. Hôm qua có tên là muộn đúng không? Hôm qua có tên là muộn là gì? Chủ tiên tha sáng bạc chủ tạo. Hôm nay có tên lại là muộn. Chính tiên tha yêu chủ tạo. Vẫn học tốt. Ai rồi sao lại vẫn đi cho nó hay lại một rốt khái là vẫn hay hơn chứ không dùng tiếng hiểu khái giờ. Vậy thì hôm qua cô ta đi làm muộn đúng không? Vì thì hôm nay cô ta lại đi làm muộn thì cái hành động là đi làm muộn nó xảy ra rồi ở trong quá khứ rồi, và hôm nay chúng ta cô ta vẫn đi làm và lại đi làm muộn thì chúng ta dùng từ hiểu. Có nếu chúng ta dùng từ giải thì nó là một hành động nó xảy ra, nó không có liên quan gì ở trong hành động ở trong quá khứ cả, tức là ở trong quá khứ nó không có hành động gì cả thì chỉ có lặp lại ở hiện tại và tương lai thôi. Ví dụ này, bạn nói lại đi, hay là bạn đi bạn uống lại đi, hay là bạn kể lại đi, vân vân, thì chúng ta dùng từ dài. Hoặc là bạn đến lại đi, nhìn trai lái ba, hoặc là nhìn trai chưa ba. Còn nếu mà chúng ta dùng từ yêu, tức là ý là gì, để diễn tả một cái hành động nó đã từng xảy ra ở trong ngày hôm qua hay trong quá khứ rồi và chúng ta là nó lại xảy ra tiếp một lần nữa hiện tại. Đúng rồi. Ví dụ hôm qua, đúng không? Tức là yêu. Em nắm được chưa? Rồi. Đúng rồi, nó liên quan gì quá khứ? Nói chung là nôm na đấy. Chẳng có liên quan gì ở quá khứ cả. Yêu, nó có liên quan ở quá khứ. Thế đó. Nên là do nó dễ hiểu, là sự khác nhau đấy. Yêu là có liên quan tới hành động trong quá khứ. Còn chẳng là hành động lại nó chẳng có liên quan gì ở trong quá khứ cả. Đấy, hiểu như vậy. Hôm qua anh đi làm muộn đúng không? Thì hôm nay anh lại đi làm muộn thì chúng ta dùng từ hiểu.
chứ không dùng từ trả. Như nói chung là như anh nói là bạn nói lại một lần nữa đi, thì anh nói nào? Nǐ zài shuō yǐ biàn bā. À, đúng rồi. Nǐ zài shuō yǐ biàn bā. Đó. Thì nếu mà nǐ zài shuō yǐ biàn bā là bạn nói lại một lần nữa đi, nó chẳng là có liên quan gì để ở trong quá khứ à? À, chứ không nên dùng là nǐ yǒu shuō yǐ biàn bā, nó không ổn. Là zài, thành zài. Nǐ zài shuō yǐ biàn bā. Còn là gì? Bạn làm lại một lần nữa đi thì nǐ zài lái yǐ biàn bā. À, nǐ zài lái yǐ biàn bā. Đó. Nǐ zài lái yǐ biàn bā. Tức là hành động này nó zài lái, nó chẳng có liên quan gì đến ở trong quá khứ cả. Nó chỉ có hiện tại và tương lai thôi. Chỉ có hiện tại và tương lai thôi. Đó. Hiện tại đúng không? Tương lai là tương lai, còn quá khứ là nó quá khứ ở ngày hôm qua rồi hoặc là ngày hôm kia hoặc là ở trong quá khứ. Bây giờ này, hôm qua rồi em như tưởng là hôm qua anh ta nói yêu tôi, hôm nay anh ta lại nói yêu tôi. Dạ. Em nói nào? Hôm qua anh ta nói yêu tôi, hôm nay. Tối天呢，他说，他说，他说爱我， là nói yêu tôi. Hôm nay gì? Hôm nay, anh ta lại nói yêu tôi. Đó. Anh nói chưa? Đó là cái từ yêu nói yêu em ấy là hắn nói yêu em ấy. Hôm qua hắn nói yêu em rồi, hôm nay hắn lại nói yêu em tiếp. Vậy thì cái hành động là nói yêu em thì nó có liên quan đến quá khứ là nó đã xảy ra ở ngày hôm qua rồi và hôm nay hắn lại nói tiếp. Kiểu dai dai như đỉa. Em gặp chị hắn có thế không? Nghe lại thế không? Đó. Hay là chúng ta gọi nó này vào. À, tối thế tha su ai của. Hôm qua cô ta nói anh ta nói yêu tôi. Tối thế tha Ta xua ai wo. Hôm nay ta yêu xua ai wo. Hôm qua anh ta nói yêu tôi, hôm nay anh ta lại nói yêu tôi. Tức là hành động nói anh ta nói yêu tôi nó lặp lại một lần nữa ở trong hiện tại và ở nó có liên quan đến ở trong quá khứ nữa. Được chưa? Em Nhung nắm được chưa? Anh Điền nắm được chưa? Nào, cái này dễ mà. Đúng không? Đó. Thế pin à? anh xem chưa? Anh xem rồi đúng không? Rồi thì anh tối anh về em xem lại nhá. Anh tối cái buổi học nào anh nhớ anh xem về tường ấy để nếu không bị trôi bài để anh tự theo dõi và anh tự xem lại bài. Còn nếu mà anh quên không xem là nó trôi hết xuống dưới. Anh Nhung xem về tường chưa? Rồi, anh Lam xem chưa? Rồi chưa? Thật rồi. Nó không mất đâu. Chứ em xóa thôi. Tức là em tự đăng bài thì nó không trôi được. Em tự đăng lên tường em nó trôi. Nó trên tường của em ấy. Nó, trừ khi em đăng nhiều quá nó mới trôi xuống dưới. Em không đăng gì cả thì nó chả trôi gì cả, nó vẫn cứ ở đấy. Sợ mất. Không dùng à? Em vừa dùng Facebook đồng. Alo. Thế à? Facebook chắc chỉ dùng để cho gọi là có đúng không? Có. Cho gọi là có thôi. Làm việc thôi đúng không? Dạ. Vừa tới anh Điền mang iPad nhá, gõ cho nó dễ. Gõ màn hình nhìn to sướng hơn. Đó, điện thoại nó hơi bé. Nó mà chúng ta tạm dừng đây nhỉ? Vừa tới chúng ta là thứ tư, hôm thứ hai đúng không? Vừa tới tư. Vừa tới nếu mà anh có thời gian anh cứ đến học luôn. Vừa tối mai 6 giờ, 6 giờ đến 8 giờ. Mai là hắn cứ một bài 13, 14 hắn cứ một. Anh có chưa? Chưa. Thôi thì anh lấy luôn nhá. Hắn cứ một này. À chúng ta học còn còn quyển Boya nữa. Đây này. Để cầm Boya làm 100 coi cả Boya. Boya hết. Hết Boya 3 là tương đương với H2. Đúng rồi. Hết Boya sơ cấp 1 là tương đương với HK3 rồi đấy. Tương đương gần HK3. Đây là 80 này. 80 này. Đây là cái này là 160 này, cái này là 80 này. Đây là 240. Đây. Boya học Boya sướng hơn anh ạ. Học Boya nó mới nhiều từ vựng và nhiều chủ đề khác nhau và ngày mai là học quyển Boya đấy, học Boya và quyển Hạnh 1. Đúng rồi. Chú học về. Đúng rồi. Anh mang hành của đấy, cái này là 204. Anh quán đi học đều nhá thì nó mới có kết quả được. Chứ anh đi học một tuần rất là chăm nhưng mà tuần sau anh nó nghỉ. Thế nên là anh lại nó lại bị hững. Nó
240. Anh cố gắng quyết tâm nhá. Quyết tâm thì nó mới có kết quả được. Rồi, cảm ơn. Thế à? Em sẽ đấy là đi học á? OK. Nội dung bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo vào buổi sáng ngày mai. Sáng mai từ 9 giờ đến 11 giờ ca sáng nhá. OK, các bạn nhớ lịch học nhá. Sáng mai 9 giờ đến 11 giờ. OK. Chào các bạn.